Uh, xin chào mừng tất cả các bạn đến với live stream của tôi ngày hôm nay ngày hôm nay tôi uh, sẽ có một cái chủ đề rất là thú vị dành cho tất cả những người mà yêu mến tôi đó chính là cái chủ đề uh, quy trình giám sát vận hành mọi uh, cơ sở dữ liệu lớn nhỏ tại việt nam có thể nói rằng uh, mặc dù chúng ta đi học rất là nhiều nhưng để vận hành được một cái cơ sở dữ liệu uh, lớn hay nhỏ thì nó đều có những quy tắc uh, riêng thì tôi nghĩ rằng qua cái live stream ngày hôm nay ý, thì các bạn có thể là vận hành được mọi hệ thống lớn nhỏ tại Việt Nam để tôi kiểm tra tín hiệu một chút nhé xem tín hiệu có nghe rõ các bạn vào xem livestream của tôi có thể là chào tôi một tiếng nhé nếu mà bạn nghe rõ thì có thể là gõ số 1 nhé để tôi kiểm tra xem tín hiệu nào nhé trước khi chúng ta bắt đầu nhé chúng ta có thể chờ khoảng tầm 5 phút để xe cho các bạn ấy vào ổn định một chút thì chúng ta sẽ bắt đầu tôi nghĩ rằng cái chủ đề này là chủ đề rất là, là chào uh, nhiều người quan tâm và trong thời gian vừa rồi thì tôi cũng có chia sẻ một cái tài liệu trên uh, cộng đồng oracle việt nam cũng như là uh, trên uh, fanpage cũng như trên profile của tôi nhưng mà đọc thì đôi lúc là nó cũng hơi mất thời gian và có khi mà các bạn có thể không hiểu hết được thì uh, trong buổi ngày hôm nay tôi thì cũng muốn chia sẻ với các bạn sâu hơn một chút uh, và một số cái bí kíp nữa có thể là trong tài liệu đó chưa thể hiện hết chưa nói hết được uh, xin chào huân nhá huân học trò mình chào uh, sơn này Chào Sơn, Nguyễn Tuân, Nguyễn Huân, à, Mai Cơn Vương. Chào tất cả mọi người nhé. Mọi người vào xem uh, livestream có thể chào à, tôi cũng như là thả tim rồi uh, like cho tôi để tôi có nhiều cái cảm xúc để nói cho các bạn có vẻ nhiệt tình hơn nhé. Sẽ có rất nhiều cái chủ đề mà sẽ chia sẻ với các bạn trong thời gian tiếp theo. À, dự kiến là trong uh, mỗi một tuần tôi sẽ livestream khoảng tầm 3 buổi. Mỗi buổi có thể là có thể là không dài như là trước là một tiếng 3 phút, có thể là ba phút hoặc có thể 15 năm phút, à, tùy uh, ngày hôm đó là tôi có thời bố trí được thời gian hay không nhưng mà chắc chắn cái thời gian nó sẽ như thế các bạn uh, có thể like cũng như là xe uh, trên một số cái um, diễn đàn về tin học về việc làm IT để cho uh, lan tỏa cái giá trị của tôi cho tất cả mọi người nhé thì tôi nghĩ rằng đây có thể nói là uh, mặc dù các bạn đi học rất nhiều nơi các bạn có thể biết được nhiều rất nhiều thứ nhưng mà để có một cái quy trình chuẩn vận hành ở các hệ thống lớn ý, thì uh, À, trên mạng thì các bạn search chẳng không ra đâu, các bạn search trên mạng chỉ ra một, một số cây thôi. May vào cái trang của tôi là trang trần văn Bình trên vn thì có thể nó có một cái quy trình gì đó. thì tôi nghĩ rằng hello hello tú nhá, tú là cũng là một dba khá là cứng ở ở doanh nghiệp top 6 ở việt nam. hello tú, tú nói chung là xem livestream của mình rất là đầy đủ và tú cũng là học viên của mình trong khóa học tiếp theo. 31 tháng 8 khai giảng tức là uh, vào ngày thứ hai sẽ bắt đầu khai giảng khóa 246 sáu uh, chúng ta bắt đầu 3 phút rồi chắc là chúng ta sẽ chờ khoảng tầm 2 phút nữa các bạn có thể chia sẻ cái livestream này giúp tôi lên uh, các cái nhóm uh, các cái nhóm về IT cũng như nhóm về Oracle uh, riêng về Oracle Việt Nam thì các bạn chỉ sẽ chia sẻ một lần đấy nhá bởi vì Oracle Việt Nam mà tôi father thì sợ sợ nó hơi loãng một chút uh, và sau đó là cuối buổi livestream này tôi sẽ có một cái qua đó chính là cái bản pdf à, để cho các bạn sau này các bạn đọc lại in ra in gối đầu giường và thấy hai là có thể các bạn ý, um, copy paste lệnh chạy à, và bonus thêm một cái um, một cái tài liệu rất là quý nữa đi kèm với cái bộ tài liệu này đó chính là cái skip có thể tơ mọi hệ thống tại việt nam từ cái skip đó thì các bạn có thể đặt các cái job cảnh báo để cho việc monitor của mình cũng như giám sát của mình được nhẹ nhàng hơn rất nhiều có thể hôm nay là ngày cuối tuần và cũng có thể 10 giờ thì không có nhiều người xem lắm không, sao thì bởi vì tôi cũng mục đích là sẽ chia sẻ cái này cho những người nào mà thực sự yêu quý tôi muốn xem cái livestream của tôi còn những người nào mà không muốn xem thì thôi không có đề gì cả Ok 4 người, 4 người xem rồi nhưng mà các bạn có thể thả tim like giúp tôi nhé chúng ta sẽ bắt đầu trong khoảng thời gian tầm khoảng 30 giây nữa và phút thứ năm chúng ta sẽ bắt đầu nhé để tôi gọi thêm cái nhóm của tôi vào chờ các bạn chờ một chút nhé để nhóm gọi thêm cái nhóm học học viên của tôi vào nhé để các bạn vào xem tí Uh, mọi người uh, sau buổi livestream này thì các bạn có thể có các câu hỏi liên quan đến vật vận hành vận hành cũng như là quản trị các thông lớn nhá thì tôi sẽ trả lời cho các bạn những kinh nghiệm của tôi tôi sẽ chia sẻ với các bạn để chúng ta vận hành một cách đơn giản hơn nó ít lỗi hơn các câu lệnh thì đơn giản lắm nhưng mà để hiểu được các câu lệnh đó vận hành chuẩn ý, thì nó cũng uh, mất thời gian và ngoài việc đọc sách ra thì nếu mà có cái điều kiện thì chúng ta uh, chúng ta thực hành nhiều anh Duy chào anh Duy nhá anh Duy hình uh, nhau trò của mình đây để mình uh, gửi cho cái nhóm có uh, học trò của mình này nhóm Aura AZ đây cũng nhiều nhóm nhiều nhóm phết rồi để tôi gọi gửi cho một số người tôi cũng bắt đầu đến phút thứ năm là các bạn chờ tôi một chút tôi gửi lại các bạn nghe rõ đúng không các bạn nào nghe là uh, gõ sổ cho tôi cái Bỗng lúc nãy tôi có nghịch mic chỉnh một số chế độ thì đã chỉnh về rồi. Các bạn thử nếu mà nghe gió thì có thể là ấn số 1 chút tôi. Đây rồi, ok rồi. Chắc chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Rồi, mười người vào rồi, quá nhiều rồi đúng không? 10 giờ 10 người vào là quá nhiều rồi. Ok, các bạn có thể chia sẻ giúp tôi cái livestream này đến tất cả mọi người bởi vì tôi muốn là chia muốn là cái giá trị của mình chia sẻ của mình sẽ được tới tất cả mọi người cần thiết và có thể tác những người bạn làm BBA những người bạn mà chuẩn bị làm BBA vào trong cái livestream này giúp tôi Ok Tú 1 một Ok Huân chắc là một vài người đã thấy hơi bị lag anh ạ mọi người bị lag không Tú bị lag không Tú Huân bị lag không À, mọi người xem có bị lag không nhé Lag thì gõ chữ lag. Còn nghe rõ thì ấn số 1 nhé còn không nghe rõ thì ấn số 0. Không thì à uh, lag thì ấn chữ gõ chữ l cũng được. Thì để tôi biết để cho bắt đầu nhé Tôi nghĩ hôm nay thì uh, sau khi các bạn xem tầm 3 phút xong thì uh, các hệ thống tại Việt Nam nếu mà bạn nào đã có, có một số kiến thức cơ bản về uh, DBA rồi ấy thì vận hành nó sẽ rất là trơn tru một mà. Em không em không nghe ok ạ tức là tú là nghe không nghe được à a à, một em không nghe ok ạ à. Ờ à, rồi rồi tú phải gõ một chứ tú gõ là em không nghe ok à. hơn một ok thế thì khá là ổn rồi nhá thế thì chúng ta sẽ bắt đầu nhá xin chào mừng tất cả các bạn đến với buổi livestream của tôi ngày hôm nay hôm nay thì có một cái chủ đề nó khác chủ đề mọi khi một chút đó chính là cái chủ đề vẫn còn có bạn lai thầy la chủ đề gì ạ à? thôi không, không trả lời nhé nhá không vào nghe thì thôi một số phiên của tôi một số bạn học mà không ra gì thì tôi đã đuổi khỏi lớp rồi học một hai ba buổi mà cứ lén phén mà không cái thái độ học nó không là gì thì tôi cũng đào tạo không đào tạo luôn nhá em nhầm em nghe ok rồi ok cảm ơn tú nhá cảm ơn tú rất là nhiều nhá rồi mất à, à, cả hứng xin chào mừng tất cả các bạn đến với buổi livestream của tôi ngày hôm nay hôm nay thì có một cái chủ đề rất là tuyệt vời đó chính là cái việc vận hành một hệ thống lớn hệ thống nhỏ như thế nào thì tôi có đã chia sẻ một cái tài liệu trên oracle việt nam những bạn nào mà vào oracle việt nam rồi ấy, hoặc là theo dõi For, follow cái fanpage của tôi thì có được cái nhận được cái tài liệu nguyên đó và tôi có xe trên cả profile nữa thì bạn nào follow thì có thể nhận được cái tài liệu đó tài liệu đó thì gồm những cái gì đó là có tất cả những cái mà chúng ta vận hành à, nhiều khi có những bạn mà vận hành rất là lâu rồi nhưng mà để viết được tài liệu như đó ấy, thì không phải đơn giản bởi vì nó là đầy đủ tất cả mọi thứ từ A z anz có thể nói ra về vận hành, còn tất nhiên là cái các cái cây phát sinh trong quá trình vận hành ấy, thì chả có chuyên gia nào ở Việt Nam có thể uh, xử lý được hết. Uh, tất cả đều phải có Oracle support, đều có phải có ở cao uh, và tất nhiên là càng xử lý nhiều chúng ta sẽ càng kinh nghiệm hơn thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé, tôi sẽ chia sẻ màn hình cho các bạn. Đây, tôi sẽ chia sẻ màn hình cho các bạn. Rồi, tôi sẽ vào cái tài liệu này. Đây, cái tài liệu mà tôi um, bạn nào xe uh, Live stream này thì cuối buổi này sẽ được một cái tài liệu như này, có một cái tài liệu là vận tài liệu vận hành uh, quản trị mọi cơ sở dữ liệu Oracle nhé. Các cơ sở dữ liệu khác thì uh, đây để tôi xem nào. Rồi, các bạn nhìn rõ này đúng không? Các bạn nhìn rõ, không? đây tôi xem nào, tôi kiểm tra một chút để tôi kiểm tra chút, bởi vì tôi không nhìn thấy thấy uh, hình mà để tôi kiểm tra lại, xem có nhìn rõ nếu nhìn rõ thì chúng ta sẽ vào nhé khi xe phải kiểm tra lại cái cho chắc đây ok 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 à, ai nhìn rõ cái màn hình vừa rồi nhìn thì có thể có số 1 nhá em nhầm rồi có số 1 luôn nhé rồi chắc mình nhìn được nhìn rồi ok rồi tài liệu này tài liệu này gồm có khoảng 53 trang à, đợt trước một số bạn cũng đã nghe thấy kinh thánh về quản trị cơ sở dữ Oracle rồi. Bạn nào có cái điều kiện có điều kiện đào cái kinh thánh về đọc thì tất cả các cơ sở dữ Oracle ấy thì cứ đọc tài liệu đó, hiểu tài liệu đó thì cơ cơ bản là chúng ta sẽ đi tiếp được rất xa. Còn tất nhiên là có trong quá trình mình làm ấy, có những bạn làm rất là tốt nhưng mà không có bay cơ bản ấy thì không đi xa được. Và thứ hai là khi gặp vấn đề sự cố ấy, thì gần như không giải quyết được, chỉ sớt trên mạng hoặc là sớt cây thì cũng không giải quyết được đâu thì chúng ta vẫn phải có bay cơ bản và khi càng nghiên cứu uh, về uh, Oracle thì chúng ta sẽ thấy rằng Oracle cực kỳ tuyệt vời em không thấy tương tác gì cả ok không thôi không trả lời các tin nhắn nữa ai không xem được thì thôi xem lại chúng ta sẽ bắt đầu nhé trong cái phần mà livestream của tôi thì tôi cũng đã chia sẻ cho các bạn về cái nội dung rồi mục lục không thiếu cái gì cả nhưng mà một số người mà chỉ xe rồi uh, lười không nghe. Chỉ nhận tài liệu ấy thì không hiểu được hết đâu, bởi vì có một số cái bí kíp trong đây tôi sẽ chỉ nói cho các bạn một vài từ khóa là các bạn có thể giải quyết được rất nhiều cái. Đôi lúc là một câu lệnh các bạn chạy ấy, không bao giờ ra đâu nhưng mà chỉ thêm một từ khóa nữa. Ví dụ từ khóa quả antikin ấy thì chỉ cần email s là nó giải quyết được rất nhiều thứ. Như bên uh, hệ thống với tôi ấy, thì trước kia là có hệ thống um, kin tự động. Nó kin tầm uh, 500 700 uh, session ấy cao tải ấy nhưng mà không thể kin được nhưng mà chỉ thêm một từ khóa e imdes thì coi như giải giải quyết được toàn bộ vấn đề liên quan kin còn kin 99 chín của os thì không nói làm gì rồi tiếp theo nữa là có trong đây có một cái từ khóa, một cái anter index à, bình thường nhưng mà anter index bình thường nếu mà là sử hệ thống không phải là hệ thống online hệ thống 24 7 trên thì các bạn anter index thì có thể dẫn đến hiện tượng treo database à, nó chỉ thêm một từ khóa đó là online hoặc là có thể là nó no sinh hoặc là panel thôi nhưng mà nó giải quyết được toàn bộ thì nếu bạn nào không có điều kiện xem livestream này ấy, thì đó là một điều thiệt thòi nhá ok tôi nghĩ tín hiệu ok đấy thì tôi sẽ phóng to màn hình lên một chút để cho các bạn nhìn rõ hơn ok nhá rồi cái nội dung à, trong tài liệu này thì có phần kết nối chuyên gia trần anh bình chính là tôi thì các bạn có rất nhiều kênh kết nối với tôi tất cả các kênh mạng xã hội tôi đều có xuất hiện hết từ youtube facebook twitter instagram tiktok Um, hạ uh, đại loại là như um, những cái fanpage tôi đều xuất hiện hết, group xuất hiện hết, các bạn có thể liên hệ bất kỳ như nào và uh, các kênh khác web viết thì đương nhiên rồi. rồi các đây thì nó sẽ chia thành những cái những cái nội dung chính như sau này, này. mọi người xem nhá, thứ nhất là uh, các thao tác vận hành hàng ngày, thứ hai là các cái quy trình vận hành nâng cao đầu tiên là uh, vận hành hàng ngày thì nó cơ bản thôi, cái này có thể giao cho kỹ thuật viên người ta hỗ trợ và nâng cao thì nó phải đòi kỹ thuật kỹ thuật một chút tìm hiểu kiến thức một chút thứ ba là các cái thao tác để kiểm tra đảm bảo hệ thống hoạt động một cách uh, bình thường ổn định 24-7. rồi một số cái khắc phục lỗi cơ bản thực sự sự cái lỗi này thì không thể viết hết được bởi vì số lượng lỗi của Oracle có thể nên trong phạm vi của tài liệu này thì viết một số cái lỗi cơ bản thường xuyên xảy ra thôi còn một số cái lỗi khác thì uh, nó không được nhiều thì uh, các bạn cũng phải uh, có những kiến thức cơ bản nhất thì các bạn sau này thì có thể khắc phục được mọi lỗi À, tất nhiên là support đó là công cụ của mình rồi thời đại bây giờ là thời đại của công, công nghệ thông tin và thời đại của nhanh gọn không thể là nhanh không thể là một mình mình làm được cũng phải đều có phải có network có cộng đồng có nên uh, chuyên gia phải có những cái nhóm uh, mastermind rồi uh, phải có local hãng rồi có một số hệ thống quan trọng thì phải có cả cây cây uh, để có thể tạo cây với hãng uh, các bạn có ý, uh, quý tôi thì uh, có thể thả tim trần trung hiếu đang xem trần trung hiếu nghe quen quen quá nhỉ Lê Công, chào Công nhá Công nộp uh, uh, đơn vào chỗ anh chưa? Thơm Trần, Thơm Trần là cháu của mình. Nam Vũ Bảo Nam, Hùng Phạm Đức Phận, chào mọi người nhá Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Cái uh, đầu tiên là cái đơn giản nhất, các bạn có thể share livestream này tới các cái nhóm về IT và nhóm về công nghệ thông tin giúp tôi nhé, để lan tỏa cái giá trị của tôi chia sẻ cho mọi người. Bởi uh, cái sứ mệnh của tôi là sứ mệnh mà cho đi rất nhiều và thứ hai là đó là cái nâng tầm đi về Việt, thì các bạn giúp tôi điều đó tôi đã cho các bạn rất là nhiều kiến thức rồi và sẽ rất nhiều thứ thì các bạn có thể giúp tôi cái điều đó thì cũng rất là cảm ơn tất cả các bạn nhé rồi cái thao tác vận hành ngày thì đầu tiên là chúng ta phải theo dõi cái trạng thái hoạt động của hệ thống đầu tiên là chúng ta sẽ theo dõi các trạng thái của rì ruột thông thường là tất cả những cái hệ thống lớn ở Việt Nam thông thường cài sẽ hệ thống cài Oracle nhé gọi là Cluster đấy các bạn có thể nghe những cái Cluster hay Rack gì đó trong Oracle gọi là Ratch và đặc trưng là khi mà các bạn đã nghiên cứu xong một hệ thống Uh, cơ sở hiệu liệu màu nổi tiếng như Oracle rồi thì tôi đảm bảo rằng các bạn chuyển sang cơ sở hiệu liệu khác ví dụ DB2, PostgreSQL SQL Server nó đều cơ bản thế hết và các uh, thằng kia thì nó còn kém hơn Oracle uh, Server rất là nhiều tất nhiên là DB2 thì tôi uh, không dám nói là nó kém hơn uh, thằng Oracle nhưng lại loại là Oracle đang phổ biến nhất ở, ở Việt Nam cũng như trên thế giới DB2 thì những hệ thống co ở um, ở Việt Nam uh, đặc biệt thì có thể dùng rất là nhiều bởi vì nó cũng là sản phẩm tốt nhưng mà lúc là support được cộng đồng của IBM DB2 thì cũng có thể không không thể mạnh được bằng Oracle được và Oracle thì ở Việt Nam mình là trước có một cái cộng đồng OraVN thì cũng khá là mạnh hiện tại bây giờ cái cộng đồng đó thì cũng không có tương tác nhiều à, bây giờ cộng đồng nổi tiếng hơn đấy đó là Oracle DB Việt Nam do tôi là founder đang cũng rất là nhiều uh, thành viên trên đó rất nhiều chuyên gia trên đó thì các bạn có thể là trao đổi chia sẻ rồi um, công hiến gì đó rồi nhận được rất nhiều giá trị tôi nghĩ là nhận được rất nhiều giá trị trên đó đấy chào Đức chào Linh Phạm nhá ok các cái trạng thái của resource, các trạng thái đi suộc, tức là tức là đi suộc nó là tài nguyên của cơ sở dữ liệu chúng ta đấy. Khi mà rách thì nó quy về đi suộc hết thì câu lệnh của chúng ta à, trong rách chỉ có chỉ có hai câu lệnh duy nhất mà chúng ta cần um, phải chú ý đó là CDS CTN nhá, CRS control nhá. Rồi, start là static này. status này hoặc là starter cũng được. Uh, resource trừ T một câu lệnh duy nhất nhá. Câu lệnh của nó thì là CDSCN và SRVCN thôi. Tất cả các số sau thì chúng ta chỉ theo tài liệu này là đủ nhé. À, các bạn nào chưa biết vận hành thì đầu tiên là các bạn cứ làm theo cái quy trình kẽ. Câu lệnh nào chưa hiểu thì có đọc trên mạng, tìm hiểu Google. Không hiểu thì có thể hỏi tôi, inbox của tôi hay nào đấy. Những bạn nào mà đã học viên của tôi thì đương nhiên đấy là cái đấy đương nhiên rồi. Phương Tô, chào Phương Tô mọi người nhé. Rồi. Thì giả sử câu lệnh đó yêu cầu tất cả các thành phần online. Thế thôi. Công việc hàng ngày này một mình có thể là đặt job cho nó check thứ hai là mình có thể là à, nhờ một à, bên kỹ thuật viên hoặc là các hệ thống cảnh báo cái này thì à, lúc đầu thì mình nên làm cho nó quen dần tất cả các phương pháp đầu tiên là mình làm phải làm dần cho quen dần nhá khi mà quen dần rồi bắt đầu mình sẽ phải hướng tới tự động hóa chứ không lúc nào mình tay chân là lúc đấy mình rất là mệt à, cái đỉnh cao nhất của những người làm đi bay đó là tự động hóa và chúng ta sẽ hướng tới là công việc một cách nhàn một chút chứ không phải cắm đầu cắm cổ suốt ngày như cốt nhá rồi thì suộc xong tiếp theo là listener listener là cái à, uh, nắng nghe của database của các instance để tướng dụng người ta kết nối qua listener này thì listener này yêu cầu không phải bật chúng ta dùng cái uh, câu lệnh thứ hai là ctl là hai câu lệnh duy nhất trong cluster để vận hành các hệ thống crack tại việt nam nhé crs và sbcn và hệ thống ở việt nam cũng khá là phức tạp khá là to như đặc biệt những hệ thống của các bạn mà bạn nào có may mắn được vận hành trong gọi là tốt những top 20 công ty nó nhất ở Việt Nam là thế thì thông thường các hệ thống sẽ rất là lớn nhưng mà thông thường một những hệ thống nó chỉ tầm chiếm khoảng 10 đến 20 phần trăm hệ thống lớn thôi còn lại những hệ thống còn lại thì nó là hệ thống online nhưng không phải nhá rồi hoặc là đơn giản nhất nếu bạn đã sử ngày xưa bạn nào vận hành rồi thì nó là câu lệnh lsctl này tức là list control nhá CTL là control nhá thì yêu cầu nó là trạng thái nó là nghe ở đây Eastern ready được thế là xong chúng ta cả một cái chuỗi dài này nhưng mà chúng ta chỉ tóm tóm gọn trong một hai cái chữ thôi nó đã đi là ok xong nhá tiếp theo nữa là bây giờ tất cả các hệ thống của Việt Nam ấy thì mà giải quyết được vấn đề io thì phải dùng hết adem trước kia thì còn một số hệ thống dùng system dùng qfs ví dụ dùng săn của qfs chẳng thế thì có thể là dùng qfs nhưng mà nó sẽ gặp hiện tượng nó là nghe io nhưng mà từ khi mà bản 10 g mà những đơn vị nào sử dụng adem thì tất cả những vấn đề về nghẽn IO, nghẽn IO các bạn cứ tưởng tượng như là hiện tượng tắc đường ấy uh, nó sẽ không giải thể giải quyết trên để được nó sẽ bị hiện tượng khi mà cao tải và những cái dịp mà uh, các um, đơn vị sử dụng rất là nhiều tổng hợp ở báo cáo hoặc là cuối tháng hay là cuối quý cuối, cuối năm này đó thì nó sẽ rất là ngãn khi mà khi uh, adem ấy thì chúng ta sẽ uh, thì adem thì nó theo khuyến cáo của oracle là có từ bốn đĩa nhá tôi viết luôn đây cho các bạn này bốn đĩa này bốn đĩa tức là chết một đĩa thì không sao cả với điều kiện chúng ta phải free một cái khoảng khá là giống ví dụ như bốn đĩa mỗi đĩa một t chúng ta free tầm khoảng một năm t thì chết một đĩa cũng không sao cả và thứ hai là à, tùy từng hệ thống thì chúng ta có thể cho so rết à, một à, nếu mà xa ta thì thông thường nó rết một rồi nhưng mà các hệ thống khác thì chúng ta có thể là nếu mà san có rết rồi thông thường các hệ thống san ở việt nam hoặc trên thế giới người ta khuyến cáo dùng đến năm đến năm ở đây ví dụ hai ổ chết một ổ không sao ba ổ chết một ổ thì à, cũng không sao cả bốn ổ ba ổ chết năm ổ chết một ổ thì không sao nhưng năm ổ mà chết hai ổ mà đồng thời với nhau nó chưa kịp lần với nhau thì có thể là nguy hiểm nhá đấy thì cái cấu hình của chúng ta là external còn đối với mấy cái phần vùng quan trọng ví dụ như CRS chẳng thế OCA vortex cái thứ thì chúng ta phải cấu hình ba đĩa mỗi đĩa là 10 ghi cấu hình gọi là hai 2... hai 2... bt là group như thế Nguyễn Trường Giang Dương Đức chào Dương Đức nhá Dương Đức học trò mình vai văn Tuyền, Ok chào mọi người trần thành trung rất tuyệt vời ok ok nhá Thấy không không xong xem được cái cái đâu không sâu được cái nội dung tin nhắn đâu nhá người thầy đang trong file pdf mà mọi người nhìn rõ đúng không mọi người nhìn rõ thì gọi số 1 cho mình nhá nhìn rõ cần phóng to thì mình nghĩ là có thể nhìn rõ rồi đấy khá nhìn rõ rồi chắc không cần phải phóng to phóng to thì nó bị vỡ rồi ok xong adem nhá câu lệnh của nó là SRVCL ADM detail đó thì trạng thái của nó running là ok rồi có thể từng đốt một tiếp theo là kiểm tra hoạt động của database à, chào thầy dương đức ok nếu ai đang nghe nhìn thấy rõ màn hình thì có thể là gõ số 1 giúp mình cái nhá hoặc là gõ nhìn rõ gì đấy nhá rồi thì chúng ta vào cái cd home pin của local chúng ta gõ công lệnh svcn status trừ d database nhá thì khi đó nó sẽ có thông tin ở đây là đây là database có hai nốt thông thường ở việt nam thì rách sẽ chạy hai nốt nó cũng khá là ổn định ba nốt thì một số hệ thống chạy nhưng mà tôi đánh giá là hai nốt hoặc là hệ thống xa ta thì nó có thể chạy bốn nốt được nhưng mà nếu mà ba nốt thì thiết kế đường internet phải rất là chuẩn thì nó chạy với hiệu năng được rồi chúng ta có thể là kiểm tra instant của database bằng câu lệnh truyền à, thống của chúng ta là SQL plus đúng không trong SCTB sau đó và đây chúng ta select cái uh, GV instant với trạng thái của nó thì ở đây chúng ta sẽ có cái trạng thái open là ok nhá cái này thì thông thường là DB có thể không phải làm đâu họ sẽ đầu tiên DB làm tụi em nhìn đó thầy ok rồi cảm ơn uh, học trò rất là cưng của tôi trần trung Thành rồi tiếp theo uh, kiểm tra lốc cluster kiểm tra lốc cluster thì uh, chúng ta sẽ cái này tất cả cái này thì các bạn nào uh, muốn nhận được tài liệu này thì xe vào các group của tôi nhá lan tỏa cái này giúp tôi gái thì sẽ nhận được tài liệu rất là quý này 53 trang ấy các bạn uh, search trên mạng thì chắc chắn không bao giờ có đâu nhá chắc chắn là điều không bao giờ có những tài liệu quý như này đâu cùng lắm các bạn lắp ghép lắp ghép lại thì cũng đến mù quýt thì mới có rồi Uh, kết cái này uh, với a file unlock, một số cái cảnh báo mà chúng ta cần ý này fail này ora này thường Ola là rất là quan trọng này ora tns edo, edo 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 chữ hoa chữ thường fail tổ fail tổ nhá cái này thì hoàn toàn có thể cấu hình các hệ thống cảnh báo cảnh báo các bạn có thể viết nhất là nhiều loại nhá có thể viết chương trình java này một số công ty uh, có thể xịn sò ở việt nam giàu có ở việt nam ví dụ như là vietcombank này bidv mobifone vân vân những công ty to dùng posta Polestar nhé là giải pháp của bên uh, Hàn Quốc nó, nó có thể giám sát được cả server này, giám sát được cả database, giám sát được cả quét logic này tất cả các thành phần đều giám sát được hết. đấy thì nếu không thì uh, nếu bọc uh, phân tích uh, lốc thì nó hơi phức tạp một chút. Uh, thì nếu không thì và cài cái Enterprise measure hoặc là con Control cho nó cấu hình cho nó bắt các cái lốc này cũng được. Nếu mà không có cái điều kiện mà dùng các hệ thống cảnh báo chuyên dụng nhé. Rồi kiểm tra lốc của ADM, ADM thì nó là một cái instant À, tương đương rồi Xong nha Rồi kiểm tra một cái lốc của database nữa Chia sẻ cho các bạn một cái cách Để cho các bạn Có thể vận hành Khi mà Ứng dụng kêu chậm Ứng dụng kêu treo Nếu bạn sửa người bình thường nhìn thấy lỗi thì đơn, đơn giản rồi Nhưng mà ứng dụng kêu chậm kêu treo ấy, Thì các bạn sẽ xử lý như nào Từng bước một các bạn xử lý như nào Đúng không đỉnh cao nhất của những người làm BBA ấy, nó chỉ có hai cái hai và đi uh, kèm nữa là security chỉ có bài thôi có những cái thao tác uh, cơ bản vận hành thì ai có thể vận hành được và hướng tới là có thể tự động hóa hết tổ những cái thao tác này thì hoàn toàn giao cho kỹ thuật hoặc là giao cho những job tự động chạy rồi một cái phần cũng rất quan trọng liên quan đến ASM Disk Group thì chúng ta vào cái um, ASM Disk Group này sau đó um, chúng ta sẽ cái V đô la ADM list group ở đây thì yêu cầu các bạn là uh, cái phần mà UEBO ấy nhá thì các bạn cố gắng bố trí ít nhất thừa một cái phân vùng gì tín hiệu gì nhỉ chào Hiếu chào anh Cường nha chào anh Cường nha anh Cường là lớp trưởng khóa ba của tôi đang làm ở một uh, doanh nghiệp rất là lớn Vingroup số 1 nha Nếu mà ai không nghe rõ hay là tí thì có thể gõ số 0 giúp tôi nha để tôi biết nhá Rồi Thì uh, trong cái disk root này rất là quan trọng là các bạn chú ý lại cái usable thì phải lớn hơn một cái phân vùng ví dụ chúng ta có bốn phân vùng lăn là mỗi phân vùng một t thì các bạn yêu phải tối thiểu là lớn hơn một t để trong trường hợp là một cái lăn nó bị chết chẳng hạn thế thì nó vẫn có thể đi ba lần được còn nếu không nó thiếu dung lượng thì nó rất nguy cơ mất mát dữ liệu nhá rồi một cái vấn đề nữa liên quan đến table space là cái mà chúng ta cũng rất là quan trọng bởi vì table space nếu mà giả sử nó thiếu thì câu lệnh của chúng ta sẽ bị lỗi lỗi ở đây thì có rất nhiều lỗi ví dụ như là câu lệnh table space new cái dữ liệu thì dữ liệu sẽ không được thêm vào table space index thì index sẽ bị lỗi đại loại là sẽ bị lỗi thì nó sẽ có câu lệnh như này các bạn xem livestream này thì nếu mà không xe thì sẽ không được nhận tài liệu là đâu nhá rồi check ra hết thì sẽ có là cấp phát bao nhiêu này, bao nhiêu này, phần trăm dùng bao nhiêu này. Đó nó nằm trên cái table uh, uh, constant là gì này, đây là CD rút này hay là BNB. Có phải m hay sao nhỉ? Mọi người có nghe rõ không? Hay m hay sao nhỉ? À không không m. Không m, không m đúng không? Ok kệ đi. Rồi một cái vấn đề nữa đó chính là invalid object invalid object ở đây có nghĩa là khi giả sử chúng ta enter một cái bảng thêm cột thay đổi cột thì tất cả những cái package procedure mà sử dụng cái bảng đó sẽ invalid khi hệ thống lớn mà gọi rất nhiều vào một số một cái packet có thì nó sẽ bị treo do đó là những hệ thống lớn là thông thường sẽ cập nhật buổi tối và có khi phải lock À, toàn bộ user lại tức là khóa toàn bộ user lại thì sau đó là chúng ta phải kin các session đang đang kết nối vào cái bảng đó thì chúng ta sau đó chúng ta mới có thể cập nhật được cái bảng đó thêm cột thông kia các thứ. Không mờ thầy ạ. À. Ok, cảm ơn trung uh, thành rất nhiều nhá. Rồi. Cái invalid này là cái phải đảm bảo thường xuyên là ví dụ như hệ thống lớn làm sao mà chúng ta sẽ không có invalid của object hoặc là có invalid object. Mà tốt nhất là không đi. Cái nào mà invalid mà không dùng có nghĩa là chúng ta xóa đi cho nó gọn, cho nó sạch sẽ, đừng để rác nhiều. Rác nhiều mỗi ngày một rác một ít thì mà em sao nữa thì nó thành trăm cái invalid object sau này lúc mà bình thường không sao lúc mà xảy ra sự cố chúng ta check cái thăm, thăm số này chẳng đấy chúng ta sẽ bị loạn lên nhá làm sao cứ dọn dẹp hết đi dọn dẹp hết ra khỏi đóng đi rồi một vấn đề nữa liên quan đến index unable là khi đó là cái câu lệnh của chúng ta sẽ không dùng được index unable index python chẳng đấy đúng không trong những đấy thì thông thường là câu lệnh của chúng ta chạy rất là kém và nhiều câu lệnh không chạy được hệ thống co là sẽ không chạy được thì chúng ta sẽ bằng câu lệnh là db uh, index python này có nó cô ấy không bao giờ chúng ta sẽ thích được những cái lớn thì thường chúng ta phải tạo ra cái job riêng cái job riêng mà nghe giờ nhiều bảng nhiều Python cũng treo luôn không bao giờ ghe được sau đó là cái phần thích cũng là vấn đề khó nhá thì cái bí kíp ở đây đó là gì đó chính là các bạn phải tạo ra cái job riêng những cái bảng dữ liệu nào mà ít thay đổi nhỏ hơn 10% thì thôi không phải giờ nữa bởi vì cơ bản nó đã, đã chuẩn rồi các bạn không phải nghe giờ nữa nhá tín hiệu Ơ ờ, sao nhỉ Nghe được đó mọi người Nó có bị chậm chậm nhỉ Nên bên Tú đang xem Tú ơi xem có xem được không em Đang ở cái phần uh, statistic Tú thử gõ statistic Không bờ thế nào Tú ơi Mọi người có xem được không không là mất công. tú ơi tú ơi tú ơi. mọi người không phải thả tim mà nha, không là nó bị lắc đấy. người xa mạng mẹ mẹo giờ này có vấn đề gì ấy nhỉ mạng bị covid à? ok, giang nguyễn trường giang, em vẫn xem nghe được ok. rồi, tú nghe được là được rồi nhá rồi, star nhắc đi nhắc lại mọi người nha, star tistic đó chính là cái co của sql tô ninh không có cái này là thua dương quá dương quá nghe được anh dương quá là bị anh block một lần đấy nhá dương quá nhá bị anh block một lần trong Oracle Việt Nam này đấy rồi Ờ um. static nhá thì mọi người chú ý nhá hệ thống nhỏ thì static nó đơn giản nhưng hệ thống lớn thì static nó rất là quan trọng nhá thì nếu mà cần bạn nào học phim của tôi thì đương nhiên chắc là cũng phần lớn có cái phần uh, ghe giờ theo thủ tục rồi nếu mà cần hệ thống lớn hệ thống nhỏ thì cứ để theo cái job mà tự động thôi thì đây là cái gọi check này tất cả những cái mà chúng ta check xem là hệ thống nó có ghe giờ thông, thông tin hay không thì cái này nguyên tắc của nó là những cái bảng nào mà nhỏ hơn 10 phần trăm thay đổi chúng ta không ghe giờ nữa và chỉ ghe giờ những cái Python gần đây thôi trong vòng ví dụ một trong một, năm ngày thì có thể, ghe giờ được trước 8 giờ bởi vì câu lệnh ghe giờ là câu lệnh cực kỳ tốn tải luôn nó không kém thì có bạn index đâu do đó là cái giờ phải rất là cẩn thận nhá không phải dễ đâu nhá. rồi đấy là cái việc theo dõi hệ thống nhá cái việc theo dõi hệ thống này thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng các cái job dùng cái cloud control thì cũng được dùng cloud control cài 12 con control 12 c xong này ép các lên bật một cái màn hình uh, của chúng ta nếu chúng ta có hai màn hình hay hai cây một cái cây cây cũng vừa vừa thôi bật mỗi quét này thôi thì chúng ta sẽ giám sát được toàn bộ cái trạng thái này hoặc là có các công cụ cảnh báo các công cụ giám sát của chúng ta thì chúng ta sẽ rất là thuận tiện. Các bạn uh, có thể share cái livestream này giúp tôi lên uh, các cái nhóm giúp tôi nhé Tôi nghĩ rằng uh, rất nhiều người cần cái uh, tài liệu ấy đấy, cần cái cái bài học này. Bởi vì đây là bài học free là một, và cái thứ hai là có những người người ta cũng vận hành lâu rồi nhưng người ta cũng không bài bản. Thì tôi nghĩ là sau cái cái livestream này rất nhiều người uh, sẽ vận hành bài bản hơn. Ở Việt Nam thì muốn tôi muốn xây dựng một cái cộng đồng mà mọi người sẽ làm việc một cách chuyên nghiệp. Ngoài việc uh, làm được ra, làm được thì thực chất là không quá khó đâu nhắm mắt làm thì nếu mà họ thủ tục làm thì kiểu dễ làm được nhưng để hiểu được ý, thì không phải đơn giản và thứ hai hệ thống hóa được ý, thì nó phải mất công và nó cũng phải là phải 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 tâm huyết thì mới làm được như tôi hiện tại bây giờ thì đang cũng rất là tâm huyết thế tới thì tôi chưa biết thế nào nhưng mà ấy không biết khi tôi gọi là hết cái sứ mệnh này rồi thì chắc chắn là sẽ nhường lại cho người khác thôi trong những học trò yếu tố của tôi thì chắc chắn sẽ ngơ nhường lại cho người khác để tiếp tục cái con đường nâng tầm đi bay Việt rồi tiếp theo là các tao thấp theo dõi nhé theo dõi ở đây thì các sếp nhà mình hay bảo là gọi là nhìn màn hình đấy nhìn màn hình kiểm tra đấy cái này thì hoàn toàn mình có thể giao cho kỹ thuật viên Nâng à, nương tầm khoảng 4 triệu 5 triệu thôi mà họ chỉ cần trình độ trung cấp hoặc hết 12 thôi họ có thể làm được không có gì vất vả bởi vì là nó là copy paste mà huấn luyện cho họ tầm một hai ngày để họ biết copy paste là được hết lớp 12 được không có thể là hết lớp 9 làm được đấy không không cần phải hết lớp 12 đâu rồi cái thao tác vận hành thì nó là động một cái thì nó chết hệ thống luôn thì cái này thì chắc phải cần cao đẳng một chút hoặc là trung cấp thì mới làm nó yên tâm hơn hết lớp 12 thì nó làm được đấy nhưng mà có trình có kiến thức một chút thì làm được nó an toàn hơn cho mình rồi cái vận hành thì gồm một cái gì tức là thao tác bật tắt ấy thì nó cũng dễ thôi thứ nhất bật tắt uh, uh, Carter Oracle Rack này đấy thì nó chỉ có mỗi cấp lệnh nhưng mà khi bật thì chúng ta dùng uh, ctl Start CDS nó nằm trong cái thư mục Gridbin nhá cái này thì uh, một số hệ thống nó cài trên rút một số hệ thống cài trên Grid hệ thống uh, chuẩn thì tôi cứ nghĩ rằng cài trên uh, Grid thì nó chuẩn hơn nó chỉ có hai user Grid và user Oracle chạy thôi còn user root thì chắc là mình không không động vào để phòng trường hợp là tránh như hợp là xóa nhầm nọ cái kia thì khi mà cái Oracle database nó báo là Oracle 2 YBT service là start thì cơ bản là ok thì để có thể an toàn hơn một chút thì các bạn có thể bồi thêm một cái câu lệnh là bsgf Grab crs thấy ra ba bốn cái chương trình là ok nhá rồi cái stop ở đây là crs stop crs này những bạn nào ở đây hiện tại bây giờ tôi đang nhìn thấy có khoảng 15.000 bạn 13 15, năm bạn đang xem này thì bây giờ tôi chia sẻ tiếp một cái bí kíp trong đây nhá CRS, CRS stop, CRS thực chất những cái thằng lớn chạy lâu một năm hoặc là hai có khi hệ thống chạy hai năm thì cái này thực chất là đến một quýt với, với, với stop được các bạn chờ khi nửa tiếng tiếng không xong được thì cái bí kíp ở đây nhé đó chính là chữ F nó chỉ có một thăm số thôi đâu ấy nhỉ Trần Linh lấy chị gà ờ, à, chào Trần Linh nhá Trần Linh là siêu siêu nhân của lớp bấy rồi siêu nhân của lớp uh, của thầy online Z1 rồi bạn này bạn ấy cũng uh, mới ra trường thôi nhưng mà đi làm năm thứ hai rồi cũng leader và cũng rất là giỏi rồi nhá stop CRS bí kíp ở đây đó chính là st cds CL. stop CRS trừ F nhá trừ F ở đây đó chính là trừ fork nhá thì nó mới nhanh được trừ à, fork ở đây thì có sợ nguy hiểm hay không thì tôi chạy câu lệnh này khoảng 100 lần rồi không không sợ đâu nhá các hệ thống lớn tôi đã chạy hết rồi 100 lần không sợ cả hệ thống bên nước ngoài luôn hỗ trợ bên các ngân hàng bên Lào trong khu vực cũng chạy công lệnh này không sao nhá cứ chạy đi nhá nhưng mà sát đao thì không chạy luôn đâu nhá sát đao thì nó phải có một cái kỹ thuật trước đấy thì mới có thể chạy được rồi sau đó sẽ đồng xuống rất nhanh còn mà Lào cẩn thận lúc đầu chưa biết chưa tin thầy gõ CRS stop đi nếu hệ thống mà nó nhỏ hệ thống nhỏ thì không sao test thì không sao nhưng hệ thống lớn thì các bạn sẽ biết thì lúc đấy sẽ nhớ được cái bài hôm nay nhá thích cái thử nhá nhưng mà nhớ rằng à, hầu như tất cả mọi thứ của cổ đấy có một thuộc tính là fork hoặc một thuộc tính của Airbot các bạn không hiểu được đó là cái vũ khí cực kỳ mạnh dùng trong đúng thời điểm thì nó sẽ phát huy hiệu quả còn không đúng thời điểm thì ăn cám ấy nhá rồi tiếp theo cần sắt đao dương quá db trước không anh sao đao trước em ơi xóa ra DB trước nhé Rồi a uh, uh, ASM này không cần. Bởi vì thằng CDS này có cả ADM rồi, không cần đâu em ơi. Bởi vì nếu mà mình gõ CDS stop CDS -f ấy thì nó sẽ shutdown orbot database luôn. Thì nên shut down instance uh, trước. Và nguyên tắc là làm từng nốt một nhá. Có hai nốt làm từng nốt một, có 4 nốt làm hai nốt. nhá. Giả sử trên hai nốt thì vẫn còn hai nốt còn rách hai nốt chết một nốt còn vẫn còn một nốt, một nốt chạy một chân vẫn ok nhá đừng có chạy cả hai nốt cắm mặt và chạy một nốt là chết đấy nhá đừng có chạy hai nốt một lúc rồi rồi tiếp theo chúng ta sẽ start stop cái Oracle instant thế nào vào hôm đương nhiên vào hôm rồi nó có hai câu lệnh một câu lệnh svcn vẫn là kinh điển nhá start database trừ d hoặc là nếu không ai không biết thì cứ gõ svcn hép nó ra hoặc là hép SBCN nó ra ngay nhá cái câu lệnh nó chỉ có đấy thôi nhưng mà cái từ khóa của chúng ta ấy, thì nó có nhiều hơn một chút thì đã bảo rồi bạn nào mà yêu quý tôi hay là gì đó thì xe lên livestream đi học viên thì có thể không cần xe học viên thì đương nhiên cái gì cũng có rồi như kiểu linh này nhiều lắm nhiều lắm nhiều lắm nhiều lắm rồi thì không phải xe cứ thích cái gì thì có cho luôn nhá rồi tiếp theo là kiểm tra trạng thái thì nó chỉ nó sát tớt thôi là xong nhá nếu mà an ninh ok này rồi start hoàn toàn có thể dùng cái câu lệnh đó hoặc là vào SQL Plus cũng được nhá up là xong thôi up là như nào thì không cần giải thích nhá no mau mau rồi uh, open thế thôi rồi nếu mà tách riêng từng instant một ấy giả sử chúng ta chỉ cần đi tắt một instant thôi thì nó sẽ là, có tham số là chữ y nhá vẫn là trừ tên là database nhá bởi vì có những trường hợp là trên một máy chủ chúng ta tạo tạo rất nhiều database và rất nhiều instance là đều nguyên nhiên rồi sau đó là có thêm từ khóa từ d và từ in nhá thì sẽ ra là đây chúng ta sẽ là start này hoặc start này hoặc có thể vào cái instance đó để start up lên start cũng tương tự thế nhá ở đây thì nó có thêm ở đây này như bạn nào đọc sách cái này thì còn thiếu một cái một cái nữa đó chính là trừ o email nhá email thì quá hiểu rồi đúng không tất cả học viên của tôi đều khuyến cáo là sắt down image những hệ thống nhỏ thì xuống luôn nó sẽ tắt ra luôn còn những hệ thống lớn thì chắc mình sẽ chờ trong khoảng tầm 3 phút đến 5 phút nói chung là tất cả cuộc sống của chúng ta đều phải chờ đợi nhá đừng có vội làm gì nó phải từ từ nó ghi hết xuống data file thì nó phải an toàn ý. chứ không chúng ta sắt đau luôn như kiểu rút điện luôn đấy thì rất nhiều trường hợp database không lên OS không lên, bạn nào có làm ẩu reboot đi, đi biết các thứ ấy hoặc là sắt đao luôn ấy thì cái OS nó không lên thì đừng trách nhá. Nó phải từ từ. Cuối tuần vẫn nghe. Đấy, thì phải làm từ từ thì bắt đầu nó đồng bộ tất cả mọi thứ xong thì bắt đầu nó lên nó được. Làm tất cả phải từ từ nhá, nó phải thời gian. Lúc nào cần nhanh thì phải nhanh, lúc nào cần chậm thì phải chậm nhá. Đấy là nguyên tắc rồi. Rồi, tiếp theo. Sắt đao này. Sắt đao thì nó là kinh điển rồi, không phải nói nữa. Rồi shut down trừ y Rồi shut down rồi Start up ANM cũng tương tự thế Cũng là có câu lệnh SRBCR như hôm trước tôi, đòi, tôi có trao đổi với các bạn ấy Chỉ có hai câu lệnh duy nhất trong cả cái quá trình này Đó chính là cts CTL nhá, CTRS là cluster nhá Rồi CTL, cái thứ hai là SRBCR Chỉ cần hai câu lệnh đấy thôi nhá Các option thì học dần dần Nhớ được hai cái này thôi đừng nhớ nhiều đau đầu nhá bây giờ chúng ta học theo cái, cái vẫn còn cái google để tra cứu thời đại này là thời đại mà chúng ta phải nhanh và thứ hai là chúng ta chỉ bắt từ khóa thôi đừng có học nhiều quá đau đầu mệt nhá học nhiều làm gì đấy nếu là cần thì một là có lệnh hai là có đến quốc ba là phải có tài liệu tra cứu được ngay còn cái gì cũng muốn uh, lưu ý thì thời đại nó không phù hợp đâu thời đại này thời đại trước rồi nhá rồi, start up ADM này, xong. <laughs> start up lên. Start up, start up, start, start rồi, start down, xong. Rồi, tiếp theo nữa, một cái mà mọi người cũng ít làm, ấy đó chính là listener. Thực chất là cái ADM rồi, cái Eastern thì làm nhiều hơn listener. Listener thì có thể là ít động vào. Bởi vì khi chúng ta thông thường, khi chúng ta, <laughs> phần lớn các hệ thống cài ở Việt Nam mình nhé, đã cài xong, khi mà server reboot thì chúng ta không phải động tay chân gì cả. Nó sẽ tự động lên, cluster, nó sẽ tự động lên Instant cho chúng ta trên database của chúng ta và chúng ta không phải làm gì Cái này thì muốn hiểu tại sao ấy thì nó chỉ có mấy cái kỹ thuật như này thôi Một, character thì đương nhiên lên rồi bởi nó có hình trong cái file um, init Rồi etc init tab của Oracle cũng lên luôn Thì do đó mà chúng ta sẽ không phải làm gì khi mà server bị reboot nhé Nên tại sao nhiều bạn thấy là server reboot nhưng tại sao database chúng ta chưa bật lên nó lại lên nhưng có những trường hợp mà chưa lên được thì chúng ta monitor một chút tầm khoảng vài ba phút nó không lên thì chúng ta có thể bật vòng tay được thì phải xem lại những cái, cái tự động kia nhá rồi listener để chúng ta kiểm tra vẫn là câu lệnh kinh điển này thôi srvcl start listener đúng không hoặc là lsctl start listener để coi nhá câu lệnh này là một câu lệnh này là hai này rồi status trạng thái start stop rồi xong xong Rồi. Tiếp theo nữa là cái các cái tài nguyên của Oracle uh, RAC thì gồm có Oracle RAC này thì chúng ta có thể check bằng câu lệnh là start uh, start lên bằng uh, câu lệnh này có thể riêng từng resource cũng được. Có thể bật tắt bất kỳ resource nào resource nào offline cần chúng cần đi tắt chẳng thế thì chúng ta lại đi tắt riêng đồng loạt hoặc là chúng ta có thể tắt uh, tắt hay là bật đồng loạt cũng được. Đây thì chúng ta có câu lệnh là e, um, start tùy resource nhá. Ở đây là uh, có thể từng database này cũng được hoặc là ổn được đầy đủ hết ở đây rồi thì câu lệnh này nó sẽ gì cho chúng ta tất cả các cái lịch của chúng ta yêu cầu là phải online nhé offline là có vấn đề rồi rồi tiếp theo nữa là các cái phần mà nâng cao này nâng cao thì nó hơi hại não một chút bạn nào mà chưa làm thì xác định hơi hại não nhá đến phần nâng cao này hoặc có thể không thấy hay nữa <laughs> dùng cả hai đây, em ơi khi uh, dương qua dùng cả hai đi srb ctl hay là sqps dùng cả hai đi khi em dùng quen rồi thì em dùng cái nào cũng được nhé dùng sql uh, plus thì nội tại trong cái eastern thì thôi còn srb ctl thì em đứng ở nốt này em điều khiển cả thế giới cũng được nhá dương qua nhá dương qua hỏi những câu rất là hay đấy dương qua rồi tiếp theo là cái vận hành nâng cao bạn nào bây giờ thì uh, nào ở mức độ cơ bản không muốn nghe nữa thì uh, tắt đi ngủ cũng được nhá còn mà nào muốn làm sâu một chút thì bắt đầu nghe phần nâng cao này đau đầu thì đừng trách thầy nhá thầy đã cảnh báo rồi bạn nào mà không làm sâu thì nghe đau đầu đừng trách thầy nhá đi ngủ đi nhá yeah, rồi nâng cao này thực chất nâng cao nó không có gì đâu mà nó vài câu lệnh thôi thầy sẽ nói xem cái phương án là nó sẽ đơn giản nhất gồm có là gì mau khi bật cái database của ADM lên thì nó đã mau các các disk group rồi nhưng có những trường hợp disk group nó bị lỗi gì đó thì chúng ta phải mau bằng tay đúng không? thì bằng tay nó chỉ có một câu lệnh duy nhất là enter disk group tên của disk group là mau là xong nhá thông thường disk group nó có sẽ có một cái từ khóa là cộng ở trước là tiền tố cộng ở trước này xong tên của nó là data không một chẳng hạn thế thông thường các hệ thống lớn ở Việt Nam sẽ thiết kế theo như này một là cộng data là nêu dữ liệu phân vùng tốc độ cao FC hai là Reco là lưu cái phân vùng tốc độ thấp là SATA SATA ở đây là 5.400 vòng nhá nó cũng là đĩa cứng bình thường 5.400 vòng như kiểu đĩa cứng của chúng mình ở PC này hoặc là 7.200 vòng còn data thông thường là nó là tốc độ 15.000 vòng của đĩa hoặc là có thể một phân vùng khác nữa là có phân vùng liên quan gọi là cộng HC chẳng thế à, phân vùng 2 speed 2p chẳng thế HP nó là cái tốc độ cao nhá độ cao ở đây thông thường nó là SD đấy thì có mỗi câu lệnh thôi còn trong trường hợp mà mau không được hay ít mau không được thì cho thêm từ khóa ít uh, fork vào là xong rồi câu lệnh thứ hai là s uh, tạo và drop disk group trong trường hợp mà đó chúng ta cần tạo thêm cái disk group đó do giả sử như là cái disk group này bị lỗi chúng ta cần chuyển sang là thế thì chúng ta tạo cái disk group mới nhá bằng cũng câu lệnh là cả, cả disk group thôi ở đây thì có ba cái um, group mà chúng ta cần quan tâm này một là H&O hai, là normal ba là hai redundancy external có nghĩa là san do cái red do san xử lý normal có nghĩa là một một 1 một đương một, một hai redundancy có nghĩa là ba phân vùng thì nó chỉ lấy dung lượng của một phân vùng thôi ví dụ ba phân vùng một t đặt chế độ là disk group là hai redundancy thì nó chỉ có một t thôi nhá Mặc dù dung lượng của chúng ta nằm 3T Thì 2 C chỉ phù hợp với OCA VLC thôi Còn lại các hệ thống khác thì nếu đặt 2 C thì nó sẽ hơi tốn dung lượng Hệ thống Xdata thì tất cả đều đặt Normal hết Tết một hết Có nghĩa là có 20 đĩa Thì chỉ dùng được 10 đĩa thôi Rồi, Drop đi thì câu lệnh duy nhất của chúng ta đó chính là Drop uh, Enter this này uh, Drop this group là xong Chúng ta có thể Fork cái Include Content vào rồi, xong nhá, cái ADM này nó cũng là một cái instance bình thường thôi, nó cũng có pfile để có các thành phần khác của chúng ta nhá, rồi, à, một cái thao tác mà thường xuyên DBA có thể sử dụng ấy, đó chính là s đĩa vào ASM disk group, cái thao tác này nhá, cảnh báo cho DBA nhá, cẩn thận, làm cái này phải làm chậm này, như lúc nãy mình có nhắc có DBA rồi. Ấy cái nào làm nhanh được ẩu được select ẩu được thì làm đơn nhanh nhé còn cái này làm, làm nhanh phát mà lúc một format đặc biệt là nếu là sử mà dba này ít khi format mà format nhầm một cái disk group là coi xong nhé nó mất cả đi group ấy luôn hoặc là mất cả đĩa luôn chú ý nhá phải làm cái này phải làm cẩn thận nhá chậm nhá đây phải gõ ngay cái chữ chậm như mấy ông dba không là nhầm sai chết tôi chậm nhá chậm nhá này chậm thôi so sánh id của nó chuẩn vào nhá rồi Nói vậy đó không có gì đâu mà à, Mang tin bạt cái thứ này Cái này trên trang web thầy có Có vài cái quy trình để ép đĩa vào đấy, cứ làm từ từ dừng bước một thôi Format thì nó có hai cái định dạng Một là định dạng lớn hơn 1T Hai định dạng lớn uh, nhỏ hơn 1T Thì nó là Lớn hơn 1T thì nó dùng cái kiểu EFI EFI nhá Khi mình gõ format trong Solid ấy còn nếu mà nhỏ hơn một t thì dùng cái định dạng còn lại rồi cấu hình mang tin part các thứ này rồi ép đích cái này thì uh, có thể mình không biết mình nhờ thằng uh, Seed admin nó làm cho mình đi cho nó nhàn bảo sit admin nó làm cẩn thận bước này thông nó nhầm nhọt ổ đĩa nó xóa cái đĩa của mình là cũng ăn cám ấy nhá rồi thôi nó cấu hình kệ là cấu hình đi này vứt cho sit admin nó làm đi nhá rồi bây giờ nó dba đến việc dba làm này là Nà, ép đĩa vào asm đích này câu lệnh duy nhất của chúng ta đó là enter disk group ép đĩa đúng không đường dẫn đĩa vào sau khi chúng ta tất nhiên ở đây nhé để ép đĩa vào là không được đâu nha cái này căn bản là cái tài liệu nó dài những cái phần này một số cái nó cắt đi nhá thì do đó là trên trang web của thầy trần văn bình vn ấy thì các bạn có thể vào tú gõ cho thầy cái cái trang trần văn bình vn cái để cho mọi người vào cái nhá tú gõ cái thì sẽ có cái phần ép đĩa trong đem ấy là mọi người vào làm thêm mấy bước nữa nhá phần quyền phân kiếp các thứ nhá xong rồi dùng cái power cho nó là tầm khoảng 8 ngày 16 hay 24 nhận tùy chip của chúng ta nhé chứ để cái này nó đồng bộ sang thì đến một quýt đấy nhá đấy các bạn nào mọi người xem livestream những đọc cái liệu là tưởng làm được không dễ làm đâu nhá còn cái từ con, kiến cũng viết vào đây thì nó phải tầm đến trăm sang thì chắc là không ai viết như thế cho các bạn được trả lời mình viên ok cảm ơn tú rất nhiều ok rồi rồi thế là xong ép xong thì bắt đầu nó sẽ đi ba lần cho chúng ta dữ liệu sang thôi thì chúng ta sẽ chờ ví dụ một cái đĩa 1,8T thì chúng ta sẽ chờ cho nó tầm khoảng 4 đến 5 tiếng nó đi một lần xong nếu mà cái power của chúng ta để panel nó nhiều hơn một chút thì 16 hay 32 thì nó sẽ nhanh hơn tùy nhá đặc biệt thao tác ở đây ý, những cái thống online khi mà chúng ta bất kỳ thao tác nào ví dụ SDS như thế thì nó tăng tải IO ấy thì chúng ta phải monitor luôn nhá monitor IO monitor về activation xem như nào nhá không chúng ta ném đây chúng ta đi về phát là ví dụ 5 giờ chúng ta ném đây phát đi về phát là cao tải là không nghiêng đâu nhá đang trên đường cũng phải xử lý đấy rồi đồ đốt đĩa cũng tương tự như thế chúng ta sẽ xác định cái đĩa lăn của chúng ta cần drop mà câu lệnh của chúng ta là enter đi group drop rồi đấy nó bảo một số bạn là phần này nâng cao đến ngủ đi mà mày vẫn vào xem này bảo đau đầu đừng ngồi sách thầy nhé chào Minh Lê chào lên đây Minh Lê là chuyên security rồi đúng không đúng rồi chính xác Minh Lê rồi drop bit, rồi mỗi câu lệnh này thôi sau khi drop xong thì nó sẽ tự động rebalance lần chúng ta cũng phải chờ một chút nếu mà chú ý phần power nhá có là cái thuộc tính power đấy nếu không có power thì nó sẽ rất là chậm rồi sau khi xong thì bắt đầu chúng ta sẽ check cái về em operation khi mà cái cái thông tin của nó là về không ấy thì có nghĩa là xong nó đi một lần xong rồi thế thôi đi một lần tối nay không ạ à. cũng tốn em ạ hệ thống co đã là đại loại nhưng mà nếu ai có làm hệ thống co hệ thống mà có activation tầm khoảng 500 600 activation ấy thì chúng ta khi bất kỳ thao tác nào về cơ sở dữ liệu chúng ta đều phải giám sát đấy nhá. Chúng ta phải giám sát tải. Cái mọi người đau cái hiện tại bây giờ trên trang web của thầy vẫn còn đấy nó là cái phần monitor mọi hệ thống ấy, đau về cái công lệnh đầu tiên activation ấy thì khi mà nó nó bình thường không sao nhưng mà tăng tải ấy, thì chúng ta phải có những phương án là chúng ta giảm cái cái uh, panel xuống đặt 32 nó tăng tải đặt 16, 16 tăng tải đặt 8 nhá, chứ đừng vứt thì không là chạy nó treo đấy nhá đấy đọc tài liệu này không hiểu đâu nên mình nên thầy phải làm một cái livestream này để cho mọi người hiểu hơn nhá ai không hiểu thì xem đi xem lại nhá rồi xem có gì không một cái thao tác nữa là liên quan đến backup và restore cluster cái này thì thực tế là không dùng ít cũng ít khi dùng cái này thì định kỳ là có 4 giờ là nó đã backup cho mình rồi cũng khá an toàn rồi và nếu ai mà muốn nghịch trong lab thì có thể là tự backup restore lại nhá bởi vì thằng thằng uh, cluster này cái thông tin của nó cực kỳ quan trọng nó thông tin là xe đích các thứ rồi uh, nếu mà không có các thông tin này ấy, thì cái cluster của chúng ta sẽ bị chết nếu mà chúng ta muốn là uh, chủ động chúng ta tự cái uh, cài đặt ấy backup bay này ấy, thì chúng ta có thể dùng công lệnh oca config nhá thì cái này thực chất là kể cả dba chuyên nghiệp cũng ít dùng lắm bởi vì bốn tiếng nó backup chúng ta một lần nữa khá là an toàn rồi cũng không phải kê đâu rồi backup này đọc tài liệu nhé Restore thì nó có một cái câu lệnh đầu tiên chúng ta stop trước này, sau đó chúng ta sẽ dùng cái câu lệnh uh, check để khôi phục là một câu lệnh restore thôi. OCA config restore là xong nhá Rồi backup restore xong. Tiếp theo là backup database. Trong cái nhóm uh, lớp học của mình ấy, cả một khóa học thì mình chỉ nhắc đi nhắc lại một cái kỹ thuật cực kỳ quan trọng, một cái mà nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong database Oracle đó chính là backup nói luôn nó là gọi là cái um, chính của thể cả những ông làm làm OS cũng thế thì cái backup nhá hoặc là trước khi làm cái gì chúng ta backup lại thì sau đó chúng ta có cơ sở restore nhé. nhá kể cả hệ thống cũng thế không có backup sau này là dựng lại khó lắm không thể dựng lại được cái chứ có hệ thống không thể dựng lại được còn có hệ thống nó đang buộc với nhau nhiều khi mình trang kết nhà mình bảng thì có thể nó import từ nguồn khác vào nhưng mà nó cũng bất công nhá backup nhá backup backup back cái này như kiểu nhớ như lòng bàn tay nhá, không backup là thua nhá. Một uh, backup thì nói nhanh một chút, một uh, tuần backup lên một lần hai lần full. Còn các ngày còn lại backup incremental, những hệ thống nhỏ backup full tất cả ngày đi. Hệ thống nhỏ ở đây ở dưới một t, thời gian backup cũng ba tiếng, backup full tất cả ngày. Còn lý uh, do tại sao là backup full hay backup incremental hay là backup level 1 level không? hay là tại sao hệ thống nhỏ là backup full hết thì phải học nhá giải thích ở đây thì làm sao giải thích được nó nhiều lắm bạn lại thế nhá không thì đăng ký học lớp của thầy đi thì sẽ hiểu rồi skip thì không có gì skip suy ra cùng nó chỉ là một câu lệnh duy nhất đó là backup level 1 là xong nhá tất cả các channel trên đó là cấu hình các cái thành phần panel để nó chạy tốt hơn thôi rồi sau đó là sẽ backup cái a a cái lốc là xong nhá các thành phần cấu trách cái thứ này thì nó là phụ trợ rồi rồi Tương tự như thế trong 12C nó có blackable database cũng bách này. Đây, cũng thế. Đó, nhưng hiếm người hiểu về nguyên lý của bách của cơ sở liệu thì nó lên 12C, sau này nó lên 100C thì cũng thế nhá, không có gì đâu. Rồi. Restore thì như nào? Restore thì uh, hai câu lệnh xuyên suốt của restore ấy. Đó chính là restore database và recover Database Tất cả thành phần khác ví dụ như restore sp file hay restore control file thì nó ở trên rồi. Đấy hai câu lệnh xuyên suốt. Một cái là restore data file, hai là có thể đi apply tất cả những cái overclock vào cái data file xong nhá. Sau đó là enter open list lock xong nhá. Rồi. Rồi cái này tạo cái file này chạy này, rồi xong nhá. Tiếp theo backup restore rồi. Quản trị người dùng. Người dùng này thì chỉ duy nhất khuyến cáo mọi người ấy, đó thì là tối thiểu hóa quyền còn tạo đơn giản mà có gì đâu C click user thôi Có mỗi thằng 12C nó khác một chút Là user common của nó là bắt đầu bằng C đô la Mọi người hơi nhầm nhấn một chút Những ai chưa quen làm 12C Nên trang web của thầy trong cái mục 12C là có ngay nhá, Thì nó dễ hiểu hơn rất nhiều So với việc mình đọc, đọc tài liệu không hiểu đâu Đọc liệu khó lắm Những câu lệnh đấy mình cứ thảo câu lệnh đó Thì cái phần quản trị user coi như mình nắm được toàn bộ Còn cái bên này học tiếp thì sau nhá Thế thôi Rồi tạo user này tạo đơn này tôi thì không thể thích nhá tôi là tập hợp quyền thế thôi unlock user nguyên tắc của user đó là tạo user đúng và tối thiểu hóa quyền nhưng mà tối thiểu hóa quyền đôi lúc là sẽ làm cho đi bay mệt một chút rồi đấy con user xong nhá lock ăn lóc đổ mật khẩu rồi các chính sách của nó thì đọc thêm nhá trên youtube của thầy có hết đấy rồi thì thầy chào mọi người thế nào. chào chào trường giang chào tú này Đâu, chào dương qua này, diệp cuốn rồi khởi tạo từ Oracle ASM ở đĩa này, này 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 Xem một cách và có cách tạo này thôi tí là như sau đi rồi tiếp theo quản trị con file con file chỉ có duy nhất một cái từ khóa nó là số 3 tự hiểu nhá đọc cái tự hiểu đi nhá không giải thích nữa đâu tức là đặt uh, tối thiểu ba con con file ở ba nơi không bét 12 hai lốc từ khóa này là hai đặt hai lốc trong một group ở hai nơi thế thôi còn chị không có gì cả chỉ có SX ở đây có câu lệnh như hết rồi không cần giải thích nữa tiêu lốc thì nó có ba trạng thái night tiếp và inactive thì thôi rồi suy tốc xin nước có đầy đủ hết này trong đây tài liệu đầy đủ nhá ai xe thì có tài liệu nhá rồi tiêu table space data file table space tạo mới table space này, tạo tem file add temp file drop thêm file drop thêm file cũng có hết rồi câu lệnh cũng không có gì cả nhá nhanh luôn phần này đi rồi tiếp theo nữa là liên quan đến phiên section lock này cái lock này là bắt đầu đến cái phần mà những hệ thống lớn thì nó rất là quan trọng hệ thống nhỏ thì không quan trọng lắm hệ thống lớn thì chú ý phần lock lock là sẽ sinh ra vấn đề là liên quan đến việc mà nó sẽ tăng tải cho database và có thể bị treo database và có thể bị treo server luôn thì cái phần này thì thông thường mình sẽ phải có các cái giám sát nếu không giám sát tự động thì giám sát bằng tay chân thôi hoặc là giám sát bằng cái giao diện đồ họa thì một kỹ thuật viên người ta hỗ trợ cho mình thì những trường hợp block như thế thì do ứng dụng nó là lập trình kém hay là à, một nguyên nhân nào khác cập nhật thôi điều bảo hôm trước thì khi đó chúng ta sẽ phải kin kin ở đây thì trong đây có một cái câu lệnh an system kin cũng xác định luôn là câu lệnh này cũng là kin đến một quýt với xong nhá không ra được đâu chúng ta có 100 câu lệnh hay là 500 câu lệnh chúng ta kin cái này thì một cái này thì nó sẽ rất là lâu mà những trường hợp phải cấp cứu đây thì câu lệnh này sẽ không chạy được thì cái từ khóa ở đây chia sẻ với mọi người ấy, đó chính là immediate cái này các bạn nếu mà không hiểu thì thua nhá không bao giờ kinh được đâu cùng một câu lệnh này thôi nhưng mà chỉ có duy nhất một từ khóa này nó giải quyết cho các bạn tất cả nhiều vấn đề thử nhá thì trên mạng nó giải thích qua qua đâu nhưng mà những người nào làm chuyên nghiệp rồi sẽ hiểu rất là giá trị của tương từ này rồi tiên thoại ở cái lốc những trường hợp mà xóa backup mà không uh, xóa ở cái lốc ấy thì nó sẽ bị đầy nhá chú ý nhá chú ý nhá phần này nhá một là backup là xóa sau vòng 3 ngày chẳng thế trong skip backup mình có luôn thì chú ý phần này rồi đi ở đây cũng thế những bạn nào mà đọc tài liệu này cũng là không hiểu ở đâu bởi vì cái bí kíp ở đây đó chính là online tất cả những bạn nào xem cái này ở đây hello thầy thảo thọ nha thọ học viên của mình rồi rồi online nhá hoặc là thêm thì có panel thêm thì có lâu dinh nữa là xong chứ mà vứt cái này vào thì nhiều hệ thống nó bị treo anh nhá đừng qua đi tới đấy cái này rồi compile object những object mà nó bị invalid thì chúng ta sẽ phải compile cùng có package procedure trigger view cái thứ cái này trong cái script monitor của thầy, thầy, mọi người sợ từ khóa invalid thì có đầy đủ hết nhá rồi static câu lệnh có đơn giản thôi là db gather static nhưng chạy cái này không hệ thống to là treo không chạy được nên đọc tài liệu này nói nó trông nó dễ vậy thôi nhưng mà làm đi, làm này sẽ không bao giờ làm được đâu nhá. Rồi, tiếp theo thì tất nhiên là không phải là cái tài liệu này tài liệu vỡ vẩn. Dùng thì rất vẫn dùng được nhưng mà phải dùng phải linh động một chút nhá. Dùng phải linh động một chút. Đây ví dụ cái giờ cái cái bảng này phải những cái bảng là thêm một số tham số vào nữa nhá. Rồi. Điều chỉnh RAM process cho database À, liên quan đến database instant thì cái phần co của cái tuning database đó chính là memory memory chúng ta đặt tốt thì hệ thống cơ bản nó chạy sẽ, sẽ ngon phương tô rồi memory nhá do đó cái memory này đặt như nào những hệ thống mà có chia, chia thành hai loại hệ thống một hệ thống oltp hai hệ thống là data warehouse hệ thống oltp hay tất cả hệ thống khác ý, thì chúng ta chỉ cho dùng tối đa khoảng tám tam là thế thì có thể dùng đến 95 phần trăm hoặc hơn bởi vì thì cất OS nó chung không dùng nhiều đâu thì khi đó là chúng ta sẽ dùng giả sử như hệ thống mà gọi trung bình chúng ta gọi dùng 80 85 phần trăm RAM đi trong 80 85 phần trăm RAM thì chúng ta sẽ bố trí như sau SCAP 80 phần trăm PGA 20 phần trăm thế thôi nhá cấu thức thì thôi còn hệ thống của data warehouse ấy thì nó khác một chút là có thể 50 đến 70 phần trăm cho SGA và phần còn lại cho PGA nhé còn hệ thống OTP nó cần rất nhiều cách thì chúng ta phải bố trí như thế rồi nhưng 11 g trở đi nó khuyến cáo là memory luôn nhá thì khi đó là SGA PGA mình không phải đặt nữa nhưng hệ thống mà dùng hưu pay của lái thì nó sẽ không hỗ trợ là memory tự động nhá thì phải đặt là SGA và PGA rồi điều chỉnh process bao nhiêu cho nó phù hợp cho nó 3.000 đến 5.000 đi là được nhá Thầy thống to là ba rồi tiếp theo là quản trị cái database mantin tenden là những cái mà trong 12 c mọi người sẽ hơi bị cảm giác bị hơi bị ngợp một chút thì nếu ngập thì vào web của thầy phần 12 c nhé xem một số câu lệnh đấy cho nó đỡ ngợp nhá thì mình thầy đã tổng hợp sẵn những câu lệnh mà thường xuyên dùng rồi nó có mấy câu container này alter black, cable, database này rồi lâu rồi nó open và trong kia check nhá thì nó dễ hiểu hơn đấy xong rồi quan trọng nữa là mọi người cũng phải lắp nhiều vào cho nó quen vào một công lệnh thôi tạo ngoài ra thì thi thoảng DBA có thể là tạo cái Black Apple Database nữa thì có thể dùng DBCA để tạo hoặc là dùng câu lệnh tạo cũng được nhá nhưng mà khuyến cáo dùng câu giao diện đi DBC cho nó nhanh gọn đi rồi tiếp theo là gì nữa đây à, một thời gian sau thì không cần Black Apple Database thì có thể đô bi rồi 11 giờ hơn rồi Bắt đầu thấy mắt tụt rồi, nhiều người cũng không xem rồi, bắt đầu đi ngủ rồi. Rồi, thấy chắc còn đau não rồi. Thôi đi ngủ đi em ơi. Các em là em nào là cảm giác hơi hơi đau não đi ngủ nhá. Bởi vì phần phần hay là phần cuối cùng mà. Mình ngon đúng không ạ? Cũng để coi. Đúng không? Rồi. Tiếp theo là cái checklist của chúng ta, những cái thao tác mà mà chúng ta có thể là kiểm tra hàng ngày ấy. thì nó có những cái checklist cơ bản như sau này. Thứ nhất là đầy xuống này. Có phương pháp kết quả ở đây nhá rồi trạng thái listener này trạng thái của ADM này trạng thái của database này trạng thái của instance database này trạng thái cluster này, này trạng thái của database này trạng thái của adm trạng thái của label space tất cả mọi thứ đều có sẵn hết và có giá trị trở về có đạt hay không cái này thì mình nhờ một cái chuyên viên kỹ thuật là thế những ai chưa xe thì xe giúp cho thầy nhé rồi bây giờ đến cái phần cũng là đất là gọi là có thể nói đỉnh cao của tao ấy đó chính là phần khắc phục lỗi tất nhiên ở đây là chỉ có những đối cơ bản thôi thì cũng không nói lên được điều gì cả thì cũng mô tả luôn cho mọi người thì rất là ở cái lốc này không ghi được ở cái lốc này thì do có thể đầy chẳng hạn thế thì chúng ta ép thêm hoặc là chúng ta do chúng ta chưa xóa cái ở cái lốc thôi đúng không rồi tiếp theo là cái process hết này chúng ta không ứng được cái tham số process thì nó cũng là đến một cái ngưỡng exit thì tăng process thôi tham số này tăng một phát được luôn thôi rồi chúng ta do chúng ta cơ sở chúng ta cũng là đang bị giới hạn này đúng không? do mở nhiều cơ sở quá, thủ tục uh, hoang quá nhiều quá, thì khi đó nó sẽ vượt quá, thì tăng open cơ sở lên thôi, open anter system, open cơ sở tăng lên nhá thường nguyên tắc tăng như nào, tăng lên cái bồi, nhá, một nghìn thành hai nghìn, năm trăm thành một nghìn, cho nó gọn nhá. ví dụ nhiều khi mình phải lường trước được, ví dụ hệ thống của mình nó tự nhiên tăng đột biến, cũng trao đổi bên ứng dụng ấy, xem là cái nghiệp vụ của họ có gì bất thường không, thì để mình tăng uh, ít mấy cho nó phù hợp nhá. rồi cái block thì cũng thi thoảng xảy ra thì uh, nếu mà backup đầy đủ thì không sao sao có máy không đầy đủ thì thua xác định những cái block đấy đi mà select vào cái bảng mà bảng nó chứa rồi những block đấy thua nhá sau đó xuyên suốt mình dắt đi nhắc lại mấy ông làm eBay đang xem nhá backup nhá nhớ như in nhá Backup này những nào kể là làm hệ thống cũng thế kể cả làm ứng dụng nhá sơn như làm ứng dụng nhá bố dưa ông đang vào xem anh phong nhá làm ứng dụng có dưới backup thì anh biết là đúng không đang xem đêm hôm là gì xem gì khuya anh vong ơi ngủ đi soi mói gì giờ vào xem là cái gì nữa xem là xem từ đầu bây giờ giờ mới vào anh vong đi ngủ anh vong ơi rồi tiếp theo là có lắp dữ liệu này không bắt ép mà thua rồi à, đây thủ tục đây repair rồi đi cover thứ thôi hết rồi rồi ok thế đã hết rồi đấy tóm lại nó là cái gì tóm lại lại phải tóm lại một chút cho mọi người hiểu hơn tóm lại đây là một cái quy trình mà có thể vận hành được tất cả các hệ thống quách tại việt nam gồm có các cái thao tác hàng ngày hàng ngày thì mình sẽ giao cho kỹ thuật viên người ta hỗ trợ hoặc là chúng ta nhìn trên đưa nó lên màn hình để chúng ta nhìn hàng ngày đi hoặc nhờ ai đó nhìn đi DB không phải làm nữa cho nó bất công rất nhiều thao tác như này đảm bảo các thành phần này nó hoạt động trơn tru là ok các thao tác nâng cao thì nhiều khi cả đời cả năm hai năm chả dùng bao giờ nhiều khi các bản bách áp có hệ thống bây giờ lỗi đâu mà cần bách làm gì nếu mà không dựng hệ thống mới nhá bách áp thì to kể cả các, các tơ thứ này nó bách áp bốn lần bốn tiếng lần cho mình cũng không cần user nguyên tắc tối thiểu hóa quyền mỗi một mục thì thầy chỉ đưa ra một cái từ khóa này mọi người tìm hiểu thêm thôi mọi người hiểu từ khóa đấy là xong nhá đừng có nhớ nhiều làm gì xong rồi parameter thì phải chú ý xem là thiếu Bộ xét hay không hay thiếu cơ sơ hay không thiếu con file từ khóa con con file nó là ba tối thiểu ba con file ở nơi ba nơi lưu từ khóa là hai tối thiểu hai cái lưu lốc trong một group trên hai sao khác nhau thì tốt thì nó mới an toàn được rồi table space data thì đây có lợi nhất rồi tạo đấy cái table space với data file thì nguyên tắc là làm sao mình ước lượng được, mình phải tiên đoán được. Một cái quy hoạch được cho chuẩn sẽ có một cái chủ đề chuyên về cái table space data file này. Bởi vì uh, những đặc trưng của những người làm DBA mà mới làm ấy, thì hay uh, sắp xếp một cái lộn rộn. Sau đó là nhung xích nên mà dọn, dẹp, chuyển chỗ này, chuyển chỗ kia. Khi hệ thống nó đưa vào sử dụng rồi, thì cái việc mà chúng ta chuyển đi, chuyển lại nó rất là mất công. Và như có thể là nhiều khi không chuyển được ấy. Rồi, lại có trò nhắc thầy cái gì đây? Rồi, cái này sẽ có một cái chủ đề riêng về phần này. Bởi vì phần này nó như kiểu nó quy hoạch ý. Bây giờ chúng ta thấy là những khu đô thị đúng không? Khu đô thị bây giờ thì chúng ta nhìn vào chúng ta mê rồi. Đúng không? Bởi vì nó quá chuẩn rồi. Còn những trong nội thành Hà Nội thì đó chính là cái 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 mà chúng ta bừa, bừa bãi thế đấy. Hệ thống vẫn chạy được. Nhưng mà khi một thời gian sau ấy thì nó sẽ như đống rác luôn. Chúng ta cũng chả muốn làm, chúng ta cũng chả muốn dọn chỉ muốn vứt đi đập lại đi làm lại đầu thôi còn khi mà chúng ta hiểu là cần table space này chúng ta quy hoạch lại thì nó như kiểu quy củ ấy thì chúng ta sẽ rất là dễ cũng như ở phòng của tôi là thế bây giờ thì tôi chỉ cần nhắm mắt tôi tìm được quyển sách nào mà tôi cần bởi vì đã phân định ba mấy nhóm rồi tạo năng lượng này Xong này vào các bậc thầy thành công này các nhóm về sách về kinh doanh nó cồi đấy thì mình đã quy hoạch rồi kể cả quần áo của mình đấy mình nhắm mắt mình có thể lấy được quần áo đó là cái quy cổ và cái tư duy của mình. Và cái này nên thêm cũng tặng mọi người thêm một cái từ khóa nữa 5S là phương pháp mà cực kỳ khoa học của Nhật. Đây thì khi mọi người xem livestream thì thì nhật các từ khóa nhá Sau đó mọi người về áp dụng nhé. Còn nếu mà nhặt từ khóa mà mọi người đọc tài liệu không hiểu ấy, thì có thể gọi cho mình. Bởi vì mình đã sử dụng rất nhiều cái từ khóa này. Áp dụng thành công thì mới chia sẻ cho mọi người. Không phải là các lý thuyết giống. Rồi. Khi mà khi mà mọi người và vận hành hệ thống lớn ý, thì cái phần section phần lock này rất là để ý bởi vì khi mà action active session cao hoặc là section nó cao như thế thì nó dậy dây ra hiện tượng nó chiếm nhiều tải và nó bị treo database và có thể bị restart lại server luôn lock này nhá ở cái lock thì chú ý phải xóa được định kỳ này index thì chú ý là online chìa khóa ở đây chỉ là online đấy nhá một chữ online và parallel nếu hệ thống lớn còn nếu không có online nhá chúng ta đi index là treo cái index đó và treo cả những cái index co là treo cả là ta bay luôn nhá combine enter một cái cột trong một cái bảng co cũng treo luôn ta bay làm ăn đêm lóc tất cả user lại đấy là cái kinh nghiệm nhá còn bạn nào chuyên làm thì thầy nói từ khóa đấy chắc không hiểu đâu cái giờ đó là cái xương sống của cái s thông tin chuẩn thì phần plan là chuẩn rồi ram process ra thứ Ram thì đã nói trước rồi nguyên tắc 80 phần trăm 80 20 hoặc là 50 50 đấy tùy từ hệ thống OLTP data chúng ta đặt cho nó phù hợp quản trị maintenance thì không có gì cả nhá cứ nắm là cái kia là quản trị được tất rồi các cái lỗi cơ bản gồm cái gì okay, lock. ở cái lốc ẩu xóa không xóa không xóa hay gì đấy hay tự nhiên là thấy là nó không ghi được vào đầy table space không để chế độ đi xăm là thế nhiều quản trị làm nhiều khi bao năm rồi nhưng không biết thì đi ra mấy bộ là gì nhá thì cũng thua tức là có những báo cáo mình nghiệp vụ người ta chạy bốn năm tiếng rồi mà không để đi ra mấy bộ này coi như là công cốc bốn năm tiếng luôn hoặc là có, có những nghiệp vụ người ta chạy ra báo cáo bảy tám tiếng mà đến lúc nào đó nó hết dung lượng thì mà không để cái chế độ đi ra mấy bộ là coi như là cũng mất luôn nhá đi ra mấy bộ cho phép chúng ta chuyển ép data file vào là chạy bình thường phép bình thường thôi tiếp theo nữa là uh, process tăng process cơ sơ tăng process À, block cũng hay xảy ra à, lỗi bị có lắp đấy cơ bản này thôi những ai xe được nhận tài liệu nhé một số tài liệu này thì tài liệu quý thì không xe cho được cho bên ứng dụng không xe được cho bố dư ấu không cho xe là sơn sơn nguyễn đâu nhá hiếu vũ hiếu vũ cũng vũ cũng là một cái người bạn của tôi rồi bắt đầu ra tương tác này nào không xe nữa rồi quay lại đây 11 giờ 20 rồi bạn nào đi ngủ thì đi ngủ đi nhá đã bảo rồi mấy cái bạn mà một số bạn mà không làm nâng cao thì đi ngủ đi cho nó đã đầu rồi, các em ơi Trần Trung Thành các à, để tôi xem nào Trần Trung Thành tôi lấy từ dưới lên trên xem có câu hỏi không nhá anh Duy 1111 đây mọi người xem nào mọi người xem là có câu hỏi gì là câu hỏi luôn đó Trần Trung Thành nào cho cưng rồi tất tuyệt vời ạ à. gì đây Nguyễn Đức Cường chào anh Cường nhé anh Cường đi là học trò tôi vừa kết thúc rồi anh cường cũng uh, cao tuổi anh sinh năm bảy mấy cơ đây Văn tú này uh, dương quá này em xe rồi trần linh này cuối tuần cuối tuần về kem uh, nhiều lúc rồi quên sạch uh, cho xem rồi trần linh giờ này uh, trước thầy uh, gợi ý là đổi cái avatar chung là avatar chuẩn này em ơi avatar này sắp lấy chồng rồi em nhá trần linh yên tâm nhá avatar này sắp lấy chồng rồi đấy rồi cứ giữ avatar này sau khi lấy chồng xong rồi thay sau em nhé trần linh rồi dương quá sẽ suýt rồi trả lời rồi nhá dùng srvcl thì có thể là điều khiển ở toàn thế giới sql plus thì chỉ một thôi trang này mọi người nhá trần văn bình vn nhá nó gõ luôn cái nữa này trần văn bình vn nó có khoảng ba trăm bài viết rồi rồi tiếp theo nào cuối tuần tám um, 80 phần trăm tú rồi sắp khai giảng rồi anh nhỉ tú uh, hiếu chưa đăng ký sao hiếu nhỉ quy tắc thứ một của thầy đừng nói Đừng nhớ nhiều làm gì càng nhớ nhiều càng quên Đúng rồi Nhớ mỗi lần vài từ khóa thôi Ngày xưa chúng ta đi học thì chúng ta phải nhớ nhiều Thời đại có 8x Thời đại của 7x và trước đấy phải nhớ nhiều Bởi vì không có phát tương tiện à, Thông tin đại chúng rồi không có phương tiện công cộng Không có cộng đồng Bây giờ thì tất cả chúng ta đều sống dựa vào nhau hết Đôi lúc như lúc đầu tôi có chia sẻ với các bạn ấy Thì các bạn nếu mà yêu quý tôi Thả tim bây giờ thả tim tích cực thế nào yêu quý tôi thả tim để tôi có cảm hứng tôi chia sẻ tiếp hoặc là sau này tôi sẽ sẻ rất nhiều nội dung hay nữa rồi xe giúp tôi bởi vì có những người bạn mà người ta đang cần một cái tài liệu này mà các bạn xe ấy, thì người ta như kiểu là một một người gặp hạn hạn hán ấy mà gặp một giọt mưa ấy, thì người ta rất quý thiết là người ta cảm ơn bạn thứ hai người ta cảm ơn tôi bởi vì tôi hoàn thành để hoàn thành một cái sứ mệnh trong cuộc đời của tôi là nâng tầm đi bệnh việt ôi rồi rất nhiều trái tim thank you thank you thank you thank you sắp khai giảng rồi em nhé khóa này 31 tháng 8 khai giảng là thứ hai khai giảng hiếu nhá lớp này có tầm 20 người rồi con Ngọc em xe rồi ok thì sau đó là bạn nào cần tài liệu chắc inbox của tôi đi inbox uh, qua profile của inbox qua cái uh, fanpage đi còn bạn nào xem được uh, cái livestream này nếu muốn học cái khoa của tôi 31 tháng 8 khai giảng thì vẫn còn một vài chỗ gì đấy thì có thể để lại số điện thoại cho tôi à về học phí thì à, có thể nói là cực kỳ à, rẻ đi không bao giờ phải nghĩ đâu học tôi thì cực kỳ phải cho em đăng ký với hiếu hiếu ok hiếu nhá hiếu apply trưởng phòng chưa thôi suy nghĩ hiếu nhá nhưng trước à, anh có chia sẻ với hiếu ấy thì cái này là cái à, em à, xem cơ hội hiếu cũng kiến là có một cái trí apply trưởng phòng một chỗ thì em cứ um, xem cơ hội như thế nào thôi The fit thì cũng rất là ấy rồi ok rồi nhá Pit thì cũng rất là ok đấy. Pit thì có link với một số bạn cũng học học viên của thầy. Rồi cứ suy nghĩ cái này hơi hơi tế nhị chứ không không chia sẻ sao đấy đâu. Rồi. Thì à, bạn nào nếu muốn học thì có thể là để số điện thoại sẽ mai tôi sẽ gọi cho các bạn để ấy nhá. Còn học phí thì cực kỳ rẻ là không phải ấy đâu. Thì khóa học đấy là khóa tên là Oracle DBA hiện à, tại bây giờ lớp cũng tổng khoảng 20 người gì đó. Khóa là Oracle DBA tất cả những cái thức về để vận hành cơ sở liệu thì các bạn này có hết trong Oracle. À, học phí thì à, rẻ, đấy là thế, tất cả mọi thứ à, các bạn sẽ cần và quan trọng nhất là cả, trong đây thì các bạn sẽ có cái cần à, cái kiến thức tự học. Mà nếu mà tự học được thì à, có thể nói là các bạn sau được tất cả mọi thứ. Cho em đăng ký với ừ. Hiếu à, để tí gửi thông tin cho Hiếu vào nhé Rồi, các bạn xem có câu hỏi nào nữa thì chúng ta sẽ tương tác với nhau tầm khoảng 5 phút nữa bây giờ 11 rưỡi rồi cũng các bạn cũng muộn rồi đúng không những bạn nào đau đầu trong kể cả học viên của tôi đau đầu thì giá ngủ rồi còn đây thì những bạn nào ban nào còn thức thì có thể chat một chút tôi cái nhé thả tim chat một đi bây giờ thì mạng quá nó khỏe rồi chắc không bao giờ bị lag nữa hiếu chắc còn thức, à, tú còn thức đúng không rồi chat một tôi cái bạn nào đang còn thức chat một tôi cái rồi các bạn có hỏi tiếp đi Hỏi tiếp sẽ có vấn đề liên quan đến việc vận hành cái cơ sở dữ liệu uh, lớn tại Việt Nam thì cần lưu ý cái gì hay là gì đó thì các bạn cứ chắc ở đây nhé một Trần Trung Thành Lê Văn Tú Minh Lê Giang Trường Giang Hoàng Thông bạn nào cần tài liệu này thì inbox uh, e nhá tài liệu này đảm bảo trên mạng không xuất không có đâu những ai mà theo Oracle hay là theo WebLogic hay theo System nhận thế thì nên vào cộng đồng Oracle DBA Việt Nam follow cái trang web của tôi không phải follow trang web của tôi follow cái fanpage của tôi sẽ có các cái thông tin đưa trên đó còn follow profile cũng được profile thì đưa cái thông tin cá nhân nhiều hơn rồi thank you thank you trường giang cũng nhiều người đang follow công lập đơn chưa đâu công ơi lập đơn về chỗ anh chưa nộp cv về chỗ anh chưa trần trung thành trần trung thành đang bận này này Trần Trường Giang Minh Lê Minh Lê hỗ trợ là kia đây Minh Lê ơi. Hỗ trợ sự cố đi Minh Lê ơi. Vào đây nghe làm gì? Hôm sau anh giảng cho nhá, hỗ trợ sự cố đi. Đừng vào nghe nữa. Ở đây chỉ có Tú là nghe được thôi. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem cái livestream này nhá. Cảm ơn tất cả các bạn. À, các bạn nếu yêu mến tôi thả tim uh, giúp tôi cái. Rồi xe giúp tôi nhá. 31 còn slot chưa anh. Xe em tài liệu. Xe em tài liệu à? Ok, thân tài, thân tài. Tài inbox cho anh đi. Chú mẹ cứ xin tài liệu mà bắt anh phải inbox cho chú à? Inbox cho anh anh gửi cho nhá. Em chỉnh rồi mai em gửi. Tài cần thì ấy đi, Tài ơi, Tài cần thì inbox cho anh cái xong anh gửi cho nhá, tài liệu nhá. Tài liệu quý thì chú phải inbox cho anh. Anh cần bao nhiêu việc thì anh chọn chú để anh bóc Còn những ai học thì để lại số điện thoại hoặc inbox cho thầy nhá, vào trong fanpage là thử. Khóa này thì quá là ấy thôi, quá là nhiều cái giá trị trong đây rồi. Tiền nong thì không thể so được với khóa này nhá. Tôi đã đi học tầm khoảng 20 khóa, nhưng mà thực chất là tôi thấy là chưa có khóa nào mà có nhiều cái giá trị thực tế áp dụng vào được như cái khóa này học khóa này xong thì chẳng phải học thêm gì nữa trừ giờ còn khóa thêm một cái khóa tôn ninh của từ tôi nữa thôi không phải học bất kỳ khóa gì nữa nhé tài liệu có đủ rồi phương pháp có học rồi tư duy tích cực có rồi uh, cách học có rồi cần thì có thể hướng dẫn rồi khó thì dạy hỗ trợ rồi cần cái gì nữa Rồi. Minh Lê gửi nhanh đi cu. Rồi. Nếu bạn nào thì muốn học thì uh, in inbox cho tôi. Giá cả thì uh, sẽ rất là hỗ trợ các bạn dịp Covid này thôi. Cũng chia sẻ cùng với cộng đồng, cùng với tất cả mọi người cái khó khăn thời điểm tại. Em ghi danh tháng 10, Giang à? Giang ghi danh tháng 10 đấy à? Có đúng nhỉ? Giang tháng 10 à? Hàng 9 thầy không có khóa này nhá tháng 9 mệt lắm không dậy được mệt quá thầy phải uh, tĩnh tâm một chút tháng 9 không có khóa đâu chỉ có khóa duy nhất là 31 tháng 8 thôi bốt luôn công học á để có gì nữa. để số điện thoại ngày mai thầy gọi lại nhá khóa này là khóa mà không phải ai thầy cũng giờ không phải ai thầy nhận đâu thầy phải muốn vấn chút xem về cái thức nền tảng thế nào thầy về cho nhận những ai mà muốn học khóa này có thể để lại số điện thoại nhá thì thầy sẽ tư vấn cho học phí là bảo rẻ. Nếu không nói là rẻ nhất thị trường và thứ hai là giá trị nhất thị trường luôn. Khẳng định hai câu đấy. Học xong mà không ưng hoặc một buổi không ưng. 100% tiền quay trở lại và nếu mà giả sử không ưng học thầy không ưng đổi thì cũng khuyên các em luôn là đừng theo ngành DBA nữa nhá. Đừng theo ngành DBA nữa. Nói ra chia sẻ với các em là kể ra vậy thì ngành nào nó có khó khăn, khó khăn riêng thì uh trước khi mình làm bất kỳ việc gì ấy thì mình cũng phải nên tìm hiểu xem lý do mình lại thích ngành đó, mình thích cái này, cái... thích cái việc kia. thì khi mình trả lời lý do rồi thì có những lúc mà trong cuộc sống mình khó khăn ấy thì mình sẽ vượt qua được. còn nếu mình không trả lời được câu hỏi đó ấy, thì lúc khó khăn mình sẽ bỏ cuộc ngay. không có cái gì trong cuộc đời là đơn giản cả. nó đều phải trả giá, trả mồ côi công sức hết cả, đều phải tập luyện hết. À, nếu mà có cái môi trường thực hành lát thì làm lắp nhiều vào nếu mà môi trường mà các bạn đang lỗi thì đó là một cơ hội mặc dù các bạn có thể vất vả hơn còn nếu không lỗi lúc đó là cái chúng ta sẽ không có lên được trình độ đâu nên các bạn phải cố gắng lỗi đó là một cơ hội trong bất kỳ khó khăn nào đó nó luôn le nói một cơ hội cho chúng ta chúng ta hãy tận dụng cơ hội đó để chúng ta phát triển bứt phá cuộc đời chúng ta chỉ khác nhau ở những bước ngoặt thôi còn những bước thẳng thì ai như ai cả bước ngoặt sẽ đánh đánh dấu chúng ta có thể đi lên được hay không đó là cái chia sẻ của thầy đối với tất cả mọi người trong đây thì ra đi lại thì cơ bản bây giờ toàn cái thế học trò của mình nghe người ngoài nghe không nhiều thì mọi người sau khi mà xem xong livestream này thì có thể xe cho mọi người trong các cái group giúp mình nhé để mình nghĩ rằng chờ, có rất nhiều người cần cái thế liệu này có rất nhiều người người ta cần cái video này thì đôi lúc người ta chỉ cần một cái như kiểu cái một cái bộ phận của xe ấy thì thiếu một bộ phận buji nó không hoạt động được. Thầy nghĩ rằng uh, cái buổi livestream ngày hôm nay nó giống như kiểu một cái buji để cho phép mà hoàn thiện những ai mà đang làm DBA rồi thì họ có cái điều kiện họ sẽ tiếp cận nhiều hơn và tài liệu này là tài liệu nó áp dụng cho tất cả DBA kể cả những ai làm bên B tương là làm dự án thì viết cái tài liệu này rất là chuẩn. Nhưng trong tài liệu này có nó gồm rất nhiều bí kíp nữa những ai mà xem cái livestream này sẽ có thể biết được và nhiều người xem cũng không biết được bởi vì nó là cái cũng phải có cái khả năng làm lồi thì mới biết được có nhiều cái nữa thì cần gì thì mọi người có thể inbox hỏi thầy thêm nhé ai cần thì thì có thể là để lại số điện thoại rồi mai thầy sẽ tư vấn cho nếu mà không phù hợp thì thầy sẽ không không cho học đâu mà học hành đánh phén đánh phén thì đừng đi học nhé mất công nhé không dạy ở đâu thầy cũng chịu không dạy đâu đã học phải quyết tâm có 10 buổi thôi trong vòng khoảng 20 ngày cũng nắm dây ra khoảng 22 24 ngày thôi từ khi bắt đầu về học cách ngày mà thì tháng 9 thầy không có lớp thì có tháng này 31 tháng 8 và cái lớp 15 tháng 10 thôi. Còn sau đó là sẽ tất cả tập trung vào cái nâng cao. Cái AZ này chắc có thể là thầy sẽ dừng một thời gian một vài tháng gì đó. Những bạn nào đang học rồi, học được rồi thì uh, nếu đã trong cộng đồng của mình rồi, những người ưu tú của mình trong cái group thầy mình cũng sự rồi thì mình và cùng sự ấy thì sẽ được chia sẻ nhiều hơn. Còn những bạn mà trong cái nhóm Mastermind thì lại là một cái đẳng cấp khác rồi Đã Mastermind DB Việt Nam này đẳng cấp khác rồi Đấy, thì có một số cái nhóm đấy Chúng ta hãy dựa vào nhau để sống Mỗi một cái môi trường thì nó sẽ có một cái khác nhau Các bạn đi triển khai thì các bạn có kinh nghiệm của triển khai Các bạn vận hành hệ thống này thì sẽ có kinh nghiệm của hệ thống này Thì chúng ta cũng chia sẻ cho nhau Chúng ta muốn nhận được một cái gì đó thì trước tiên chúng ta phải chia sẻ đi trước đã à, Sau đó thì biết đâu chúng ta sẽ nhận được À, khi chúng ta không nhận được thì biết đâu từ sau chúng ta sẽ nhận được Nhưng đương nhiên chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ rất là thoải mái và khi thoải mái rồi thì chúng ta sẽ nghĩ được rất nhiều ý tưởng hay và hãy uh, vận động hàng ngày hãy suy uh, suy nghĩ, nghĩ tích cực hàng ngày, sẽ đọc sách hàng ngày, làm việc hăng uh, say lên cuộc nhé. Uh, 11 giờ thì cũng nên đi ngủ. Bà nào trẻ thì thức khuya hơn được nhưng mà nào bắt đầu có tuổi như thầy rồi thì nên khoảng 11 giờ một rưỡi đi ngủ thôi. Thầy uh, trong thời gian vừa rồi gần hai tháng thầy thức tiêm nhiều quá. Nên 2 giờ thì bây giờ đã bị hiện tượng là có vấn đề rồi. À, cũng nên uh, không nên thức khuya nhiều quá đấy là lời khuyên và thầy đã trải nghiệm được những cái mà thức khuya nó như nào nó ảnh hưởng như nào là thầy cảm nhận được thì thời cố gắng là khoảng 11 12 giờ thôi cảm ơn tất cả mọi người nhé đã theo dõi cái livestream này bây giờ đến 11 rưỡi rồi thì cũng một số bạn cũng đau đầu đi ngủ rồi còn một số bạn thôi có gì chia sẻ giúp thầy những cái giá trị này đến tất cả mọi người ai học thì có để lại số điện thoại hoặc máy inbox thầy thầy sẽ chắc đảm bảo rằng sẽ giúp được các em trên con đường trở thành những DBA tự thụ chuyên nghiệp góp phần cũng là góp phần nâng cao cái hoàn thành cái sứ mệnh của thầy là nâng đi bay Việt có thể một hai năm tới cũng chia sẻ với các em ấy một hai năm tới thì có thể là cái sứ mệnh của thầy nó sẽ khác khác không phải là ở đi bay Việt nữa thôi nói cũng nhiều thứ rồi cảm ơn tất cả mọi người mọi người cũng tương tác rất là nhiều ở đây rồi cảm ơn tất cả mọi người nhé ai không là học viên không có may mắn là đặc viên của thầy thì có thể là cần cái gì thì thầy trong cái điều kiện cho phép trong thời gian cho phép không bận quá thì thầy sẽ hỗ trợ cho các em rất nhiều cái tài nguyên nếu không thì các bạn em cứ vào cái Oracle UA Việt Nam đi vào trang trần của mình VN đi thầy cũng chưa thời gian đợt này mấy hôm nay cũng không bắt được nhiều bài thì có sẽ có rất nhiều cái tài nguyên free cho mọi người đấy như thầy cũng giải thích mọi người ấy, nhiều khi đọc nó cũng không, không hết ý được và nhiều khi nói cũng không hết ý được mà như khi phải làm nữa thì mình vỡ được cứ cố gắng làm nhiều học nhiều rồi cuối cùng thì à, mà, Mỗi lớp Mà mà kết thúc thì à, Của thầy nhưng qua kết thúc một cái lớp Một cái lớp 3 Thì cũng đều có những cái cảm xúc riêng Đặc biệt cái lớp Thầy dạy online đầu tiên nó Z1 Thì đúng là cũng hơi buồn Có những cái mà các bạn ấy Cũng có cái tình cảm rất là sâu nặng đối với thầy Các bạn lớp 3 thì cũng thế Có cả những anh rất là già Đến nay là cũng tầm khoảng 50 tuổi rồi Anh vẫn học thì những bạn trẻ hai năm ba tuổi không lý do nào không học cả mà tự học thì các em tự học cũng được nếu mà các em tự học thì tự học cũng được bởi vì xuyên suốt quá trình của chúng ta ấy, đến khi chúng ta không có thể học được nữa ấy, thì đó là cái tự học nhá thầy sẽ tự học nhá bây giờ thời đại bây giờ không tự học là thua sẽ gửi cho em các em một cái số cái từ khóa nữa long tham learning đây là những từ khóa mà không phải thầy nghĩ ra đâu mà thầy đã học được và thầy ngộ được cái từ khóa này các em có tìm hiểu suốt nhá tự học là kỹ năng vua của một kỹ năng long thang lâm linh bây giờ chúng ta không học mà thua cứ làm ổn định ổn định thì nếu đến cái lúc nó tái các cấu nó sẽ đuổi việc mình chắc chắn thế phải cố gắng học cực kỳ sâu và bây giờ nó giống Việt Nam mình giống kiểu nước ngoài rồi nó sẽ ở các cái mức chuyên gia và sẽ sâu không phải làm nèo nèo phèo nèo phèo mà làm được việc nữa những hệ thống lớn ngoài uh, trong các học viên có thấy ngoài cái kiến thức ra thầy thầy đào tạo thầy cũng đưa thêm các kiến thức về đạo đức nữa cho mọi người vào tức là làm DBA là nắm được toàn bộ cái dữ liệu của doanh nghiệp rồi những điểm lớn thì uh, ngoài kiến thức ra thì phải có đạo đức doanh nghiệp và phải cố gắng chịu khó nữa thì mình lên được nhanh được và nếu có người mentor trong cuộc đời các bạn nếu mà có một người mentor một người hướng dẫn một người đàn anh đi trên người ta hướng dẫn cho mình thì đó là một điều may mắn mình biết đơn được đó và thêm một cái từ khóa muốn tặng dòng tặng một người nữa tất nhiên là nó không liên quan gì đến cái livestream này cũng xin lỗi các bạn nhé là livestream này mình dự kiến ba phút đến một tiếng bây giờ đã một tiếng ba ba phút rồi thì nó hơi uh, mất thời gian rồi các bạn thì các bạn cũng có thể uh, thông cảm bởi vì uh, nó phát sinh lòng biết ơn lòng biết ơn bố mẹ biết đơn vì ngày hôm nay mình có nhiều khi chỉ là đơn giản là mình có đủ tay chân thôi nói là vậy thôi nhưng mà có những người ngoài kia các bạn đến, đến khu khuyết tật xem các bạn thấy triệu vú đa triệu phú là su duvic xem người ta không đủ tay chân gì cơ nên những cái việc đơn giản là mình nghĩ là nó chả có gì cả nhưng mà nhiều khi mình phải biết ơn đấy ai biết được là mình sống được hết đến ngày mai bây giờ động đất rồi ra ví dụ các bạn ở chung cư xem đang ở đây đang đi trên cao nó rơi cái gì trẻ con nó ném cái gì xuống đầu mình xong ai biết được đúng không cuộc sống này đúng là vô thường lắm thêm từ khóa nữa vô thường thì bạn nào phải hiểu đại phật cơ thì mới biết được vô thường ở đây nó chỉ là cuộc sống là có đi rồi sẽ có đến có vui rồi sẽ có buồn có sinh rồi sẽ có tử đúng không một ngày nào đó à, bởi vì gần đây thì mình thầy cũng đã nghiên cứu một chút về đạo Phật qua một cái video clip hay một vài cái thôi thì hơi là lại không không kể đây nữa bởi vì nó cũng dài rồi bạn nào học thì cũng có thể kể cho mọi người một vài cái thôi thì đấy là quy luật thôi chúng ta phải chấp nhận à, chúng ta cứ nối tiếc thì chúng ta sẽ khổ thôi à, trong đạo Phật thì cần chú ý đó chính là cái thoát khổ mục tiêu của đạo Phật là thoát khổ chứ không phải cung cung bái bái xin xin xin, xin thức nhé. đấy là sai tư tưởng đạo Phật nhá thoát khổ mục đích của đạo Phật cái này thì nói ra thì nó hơi xa một chút nhưng mà nó là thoát cổ bạn nào đến tuổi thầy sẽ biết bây giờ chưa biết đâu bây giờ thì phải bỏ qua các thông số đấy một số người nếu là sử xem livestream này và và có tuổi một chút thì sẽ biết cái này ok thì mỗi một buổi chắc là thầy sẽ ngoài kiến thức về cơ sở liệu Oracle ra thì có thể chia sẻ cho một người một số cái từ khóa này để một người ngẫm đến lúc nào đó mà người sẽ biết tự nhiên đọc tờ báo này ngày xưa biết là thầy bình đã chia sẻ cái này thì mọi người sẽ biết bây giờ thì đọc cái này thì có hơi khó một chút. À thêm một cái này nữa bốn vòng tròn tri thức quả thầy trần cái này sẽ giải thích cho mọi người là tại sao những người học rất giỏi ở đại học ra trường tốt nghiệp và không thăng tiến được rồi tại sao là một số người không bao giờ đạt được đỉnh cao trong mặc dù có thể học rất giỏi mà hoặc là một số người có thể là kỹ năng của người ta bình thường học người ta bình thường thôi nhưng sau này khi ra trường một thời gian hai ba mươi năm mình học lớp thì toàn những người thành công ở những người đó thì giải thích được đó là bốn vòng tròn tri thức với cái nền tảng đó chính là cái trí tuệ đạo đức và nghị lực cái này thì nếu ai hiểu được thì có thể áp dụng cho cả con cái được tức là nguyên tắc của mọi người nhé khi mà học một vấn đề gì đó không phải là mình áp dụng cho một cái vấn đề hiện tại của mình đâu mà làm sao mình áp dụng được cho những cái vấn đề tương đương đó để áp dụng thì nó hiệu quả nhé chứ không phải là mỗi cái một cái cái kiến thức này mình cứ gói gọn trong đó mình cái mở rộng cái tư duy của mình ra một chút thì khi đó thì nó mới hiệu quả được đấy mới gọi là phương pháp học chứ không phải là học học một bên một nên ngày xưa các cụ có câu là học một bên 10 nhá rồi cơ bản thế thôi cái từ khóa thì để mọi người có thể hiểu được những từ khóa này thì chắc nắng còn thời gian nó dài dài một chút thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe cái cái livestream này nhá để mình sâu lại một chút đẹp trai chắc bạn này bạn đã khen đều mình rồi à, tự học tự học long thang lơ linh vô thường đạo Phật thoát khổ bốn vòng tròn thi thức chạy về quân rồi thầy nghĩ nào về thầy chia sẻ thầy Phạm Minh Long lại hôm này lại hỏi này thầy Phạm Hành Long là thầy của thầy mặc dù thầy chưa học thầy Phạm Hành bao giờ bởi vì thầy của thầy rất là nhiều và coaching bây giờ chính của thầy là thầy nguyễn tất kiểm coaching trong vòng một năm về tất cả các thứ về kinh doanh về cuộc sống các thứ tại sao thầy không chọn thầy phạm minh long bởi vì thầy chưa cần và ngoài ra là một số thầy khác nữa mặc dù các thầy kia đã đã có thể đã, đã chết rồi là jim don tony dobin dobin sama thì harper đấy là tất cả đều là người, những người thầy của mình người thầy đôi lúc là mình không không cần gặp trực tiếp mình chỉ học được cái tư tưởng của họ thôi kể cả đạo đạo phật cũng là bậc thầy của mình jesus thì thầy chưa tìm hiểu nhưng chắc chắn là sẽ có rất nhiều cái tư tưởng của jesus hay thì thầy đã mua sách đầy đủ tất cả các vĩ nhân thế giới rồi đạt nay là ma jesus này không không sâu cho mọi người đọc những đại đại sách của thầy thì nhiều lắm mấy trăm quyển thì tất cả đều này phạm minh long thì thầy em học còn sẽ dễ bị ngợp đấy dễ bị ngợp thì em xem là em cần học cái gì thì học thôi và em nhặt ra một số vài từ khóa để em em áp dụng cho cuộc sống của em thôi. Cơ bản là em cứ đầu tiên em cứ những cái uh, chạy bộ, đọc sách và uh, xem một chút một ngày khoảng tầm 3 phút để xem video thôi, đừng là xem khóa Và thứ hai, xem video em, em cố gắng em viết ra và cố gắng áp dụng vào cuộc sống của em luôn. Đấy là cái gì là của, của 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 thầy. Uh, rồi uh, tất cả những người thầy mỗi người thầy sẽ có một cái một cái điểm hay riêng thì để mình áp dụng. Làm sao mà mình áp dụng được uh, vào cái cuộc sống của mình còn nếu mà mình không mình gặp ông thầy lớn quá mình không áp dụng được gì cả thì coi ông thầy đấy mình lại bảo ông thầy va vẩn nhưng mà thực chất là rất nhiều người áp dụng được rồi thì cũng không không nên trách người ta như thế bởi vì mình cái 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 trình độ của mình ấy mình chưa chưa gọi là tiếp cận được với cái 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 thức của người ta như đạo Phật đi mọi người không phải dễ người ta tiếp cận đâu đúng là phải có duyên thì với gọi là giác ngộ được với tri thức của đạo Phật nó nói chung là rất là khó nên mỗi một thầy thì các em nên chọn những cái từ khóa những cái nào mà cần thiết áp dụng được nhé thêm một từ khóa thì phải áp dụng nhé cứ không phải là cứ đợi, học, học 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 biết là không ăn thua nhé áp dụng nhé áp dụng vào cuộc sống nhé và đo lường được kết quả làm sao mà chúng ta cứ tiến bộ một mỗi ngày thế thôi ba trăm sáu mươi năm ngày là ba trăm sáu mươi năm đúng không cái phương pháp này một nó là Kaizen gen của nhật bản mọi người cứ về mọi người áp dụng cái kaizen của nhật bản tiến lên mỗi ngày mình đừng so sánh mình với người khác đừng so sánh bọn em vừa làm monocle với so sánh với thầy không so sánh được đâu bởi vì thầy gặp rất nhiều cái thứ rồi không so sánh được nhưng mà sau này bọn em làm bọn em gặp nhiều bọn em có thể giỏi hơn thầy rất là nhiều đó là bình thường thì đó là cái điều mừng của thầy nhưng hôm nay bên thầy cũng có một đứa em nó cũng sang về cao nó làm thì thực chất là những ai mà theo thầy rồi em của thấy thì thực thực tế là nếu mà em nó có cái môi trường tốt hơn nó phát triển tốt hơn thì đó là một cái niềm vui chứ không phải buồn nhá. Buồn bởi vì nó là tình cảm anh em lâu năm làm với nhau rồi nhưng đó là niềm vui. Bởi vì uh, em nó có cái điều kiện tốt hơn, đúng không? Hoặc là sau này các em có những cái thức này, các em đã có cái nền tảng rồi. Rồi các em uh, có cái đường anh thầy chỉ cho dễ, dễ hơn rồi thì đương nhiên phải đi nhanh hơn thầy chứ không phải thầy mười mấy năm làm Oracle này phải nhanh hơn thầy rất là nhiều ví dụ như là tầm khoảng sáu bảy năm thì thầy mới đạt đến một trình độ đó thì các em chỉ tầm khoảng hai ba năm thôi bởi vì có hết tất cả mọi thứ rồi có phương pháp rồi bây giờ chỉ có luyện thôi lười thì chịu nhá lười thì đừng làm cái gì nữa cứ làm ưỡn nó mà mà hưởng thụ nhá lười đừng làm cái gì nữa bất công chả ai đào tạo được mà cũng chả ai dùng được nhá lười thì đừng làm cái gì cái gì cũng còn trả giá hết rồi ạ cái thầy coaching như thầy là sinh năm 91 mà bây giờ khoảng tầm gần 5 triệu đô rồi. Gần 5 triệu đô, 5, 91, hai bàn tay trắng. Làm việc nào cũng nặng 1 giờ sáng đến 5 giờ sáng mới dậy rồi. 1 giờ sáng, 5 giờ sáng. Thầy chưa theo được, chưa theo nổi, không có sức theo nổi. Đấy. Còn thầy Long thì trâu uh, rồi. 1 2 giờ ngủ, nhiều khi có 1 2 3 tiếng. Đấy, tất cả đều đánh giá đánh đổi hết, không đơn giản đâu em ạ. Không phải tự nhiên làm đầy đủ 8 tiếng mà đạt đến đỉnh cao đâu thời gian nó dài còn cuộc đời chúng ta sẽ, sẽ cuộc đời chúng ta không không đủ dài như thế đâu em ạ nó nhanh lắm cuộc đời quay đi quay lại như thầy vụ, vụ phát gần 40 rồi nó không còn nhiều thời gian để chúng ta như bây giờ thầy không không có thời gian để những bạn trong uh, cà phê mời thầy cà phê thì chắc không thầy không, không cũng xin phép không cà phê nhá thầy không cà phê gì đâu nó mất thời gian nó hơi mất thời gian của thầy thầy cũng có nhiều thời gian lắm không không có thời gian cà phê với mọi người nếu mà nhanh nhanh nhom chóng chóng thì được học viên của thầy nhanh nhanh trong chóng thì được nhưng mà cứ cà phê thì chắc thầy không có thời gian đâu cảm ơn tất cả mọi người bây giờ là hôm nay là thứ sáu cũng đến bây giờ là 12 giờ kém rồi mọi người vẫn còn nghe thầy thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe thì thôi chào nhau một câu nhỉ chào tất cả mọi người nhé hy vọng là tất cả nhiều tốt đẹp đất nhất nhất sẽ đến mọi người và hy vọng rằng qua cái livestream này thì mọi người sẽ Uh, nắm được một cái gì đó uh, có thể chưa hiểu hết thì đọc dần. Cái gì thế chúng ta cứ đọc dần dần nó mỗi ngày tăng lên một tí, hiểu một ít, dần dần mỗi ngày mỗi ngày tiến bộ lên. Thì có vấn đề gì không ấy uh, thì có thể là trong các cái nhóm học viên của thầy hay nhóm gì đó, học viên gì đó. Học viên của thầy bây giờ thì chắc là cả cái online nữa cả cái OK nữa thì chắc gần nghìn người rồi. Khá đông, nhưng mà các bạn lười vào đăng ký các nhóm hay sao cũng được có chỉ có mấy chục người vào đăng ký còn lại học viên chính thức ở tầm khoảng gần gần nghìn người, coaching thì chắc là tầm mấy chục người. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi livestream này và hy vọng sẽ đem lại một cái gì đó cho mọi người. Nếu mà video này mà nó đem lại một cái gì đó, một cái giá trị đó cho mọi người thì mọi người có chia sẻ cho các cái nhóm giúp thầy hoặc là chia sẻ về tường để biết đâu là một người đó đang cần thì họ sẽ rất là biết ơn đến đến các bạn đã chia sẻ cái livestream này. Nó giống như kiểu cái hiệu cái bướm ấy, à thêm còn một cái nữa hiệu ứng cánh bướm một cánh bướm à, một cánh bướm đập ở Brazil có thể là gây ra một cái trận bão ở Texas đơn giản thế thôi một cái kẹo của một người có thể làm thay đổi toàn bộ một người đó là hiệu ứng cánh bướm đôi lúc là một cái việc rất đơn giản của mình mình chỉ xe thôi cái xe là không có gì không có sợ mọi người cứ sợ ngại nhất lần là nhưng mà nó sẽ làm thay đổi rất nhiều người người ta rất cần nhưng người ta không biết được đến thầy thầy cũng chỉ có hai mắt thôi à, tay chân như này thôi cũng không đủ sức để có thể lan tỏa nhiều hơn được thì nếu mà mọi người yêu mến thầy thì có thể chia sẻ giúp thầy thì thầy thì nghĩ rằng cái hôm trước mình cũng trao trao đổi với đạo bên mình mình thì cũng thấy rằng anh có nói một cái câu là mỗi người nó có một cái nghiệp một cái nghiệp ở đó thì hiện tại bây giờ thầy đang bị một cái nghiệp đó chính là phải nâng tầm cộng đồng đi mê Việt thấy thôi có thể là nhanh thì một vài năm còn lâu thì không biết bao giờ một hai năm năm gì đâu nếu mọi người yêu quý hoặc là giúp thầy thì thầy sẽ nhanh hơn rất nhiều xin cảm ơn tất cả mọi người nhé nếu cần gì thì cứ inbox qua thầy thầy trong phạm vi của thầy nếu có thời gian hay là không quá bận thì thầy có thể chia sẻ được cho tất cả mọi người xin cảm ơn tất cả mọi người nhé xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong một cái clip tiếp theo có thể là thứ bảy đi thứ bảy chủ nhật nay thứ sáu à? thứ bảy chắc thứ bảy chủ nhật đi để thầy bố trí thời gian nào. xin cảm ơn tất cả mọi người nhé